Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé Gặp được người cha vì chữa trị cho con gái mà đi làm điều ác Nhưng người con gái lại không biết chút nào Khi hắn cầm đao muốn chém chết nam nhân kia Cô gái ôm yếu quỳ dạp trên mặt đất ôm chân hắn để cha nàng chạy đi Gặp phải tình huống trong nhà nghèo khó, khó có thể tiếp tục Căn bản không nuôi nổi mấy đứa nhỏ Cho nên cái nhà kia chỉ có thể bán con mình bởi vì chỉ có ít đi miệng ăn cơm nhiều hơn chút tiền mới có thể nuôi nổi những đứa con còn lại mà những đứa trẻ bị bán đi người môi giới kia vỗ ngực không ngừng nói rằng chúng chỉ là được đưa đến nhà giàu làm người hầu trải qua những ngày tốt đẹp loại tình huống này nhiều không đếm xuể càng nhiều hơn đó là tiếng khóc sự đau đớn do cuộc mua bán kia mang đến lý nguyên đắm chìm trong trong thế giới hiệp khách gặp kẻ xấu liền giết nhưng hắn chém kẻ xấu xong lại mang đến càng nhiều bi thương hắn lấy tiền ra dàn xếp hết nhà này đến nhà khác Hắn không thiếu tiền, hắn cũng có rất nhiều lực lượng, nhưng hắn không thể thay đổi được tất cả những điều này. Hắn muốn gặp cô Tuyết Kiến, điện chủ bây giờ của Thần Mộc Điện, để Thần Mộc Điện thực thi chính sách như vậy, buộc phải ngăn chặn những tồn tại ác nghiệt này. Nhưng như vậy thật sự hiệu quả sao? Chẳng qua là có thêm người cha không có tiền chữa trị cho con gái, có thêm người chết đói bên bờ sông, có thêm xác chết nơi hoang vù. Liệu cô Tuyết Kiến có thể ngăn chặn điều này xảy ra? Có lẽ một chút thời gian đầu sẽ có hiệu quả, nhưng rất nhanh chính là bằng mặt không bằng lòng cha ư cha như thế nào âm dương đại đồng là thiên đường của võ giả cũng là địa ngục của người thường trừ phi khắp nơi đều như huyện sơn bảo nhưng ngay cả ở huyện sơn bảo nó cũng chỉ thực hiện việc phân phối ngay cả trong tình trạng cằn cỗi cũng chỉ là thông qua thương hội đem vật tư từ phương xa về địa phương cho nên mới trở nên thịnh vượng điểm quan trọng nhất chính là có riêng quân nương nương ở đây có quy tắc thưởng thiện phạt ác mọi người liền bỏ đi ý niệm ác độc trong đầu chỉ chớp mắt năm năm trôi qua mùa đông nam tử đội nón che cầm đao đi tới tuyết rơi dày đặc khắp nơi nhuộm trắng cả người hắn hắn bước đi từng bước trong đất tuyết dấu chân mới đi qua liền bị tuyết lớn bao phủ phía sau nam tử có một vài cô gái và đứa trẻ đi theo những cô gái và đứa trẻ kia là bị một tên ăn mày nhốt trong tầng hầm ngầm chờ mua bán nam tử khiêu chiến ổ ăn mày kia bây giờ mang theo các cô bé về nhà nhưng hắn còn có thể nhớ rõ tên ăn mày cuối cùng mà mình giết chết kia tên ăn mày đó mặt đầy máu quỳ trên mặt đất trên mặt không có sợ hãi chỉ có tức giận gã lớn tiếng chất vấn ngươi có thể cứu bọn họ vậy tại sao lúc trước không cứu con của ta tại sao vì sao ngươi không xuất hiện sớm một chút nam nhân im lặng nói khi đó ta không có ở đây sau đó lại nói đây không phải lý do để ngươi làm điều ác tên ăn mày kia quát ta gia nhập cái bang nơi này làm việc cho bọn hắn sau đó ta mới có sức mạnh mới báo thủ đến đây đi bạch y đại hiệp ta nghe qua tên của ngươi ta biết ngươi là người tốt ta liền đáng chết ở trong tay ngươi giết ta đi hắn nhắm mắt lại thản nhiên dùng vẻ mặt giải thoát đón lấy cái chết. Nam nhân nghĩ, sau đó lại đưa các cô gái và đứa trẻ vào thôn của các nàng. Nhưng sau khi đưa tiễn xong, mới đi không được bao xa, hắn liền nghe thấy trong thôn truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn chợt quay lại, lại xa xa thấy cô gái hắn đưa về đã treo lụa trắng, thất cổ mà chết, người bên cạnh chỉ trỏ, nói sớm không biết bẩn thỉu bao nhiêu, liền đáng chết, chết rồi mới sạch sẽ. Mà chồng của người phụ nữ ở bên cạnh lại tỏ ra lạnh lùng, lôi kéo đứa nhỏ đang khóc kêu mẹ. Nam nhân bỗng nhiên nghĩ, nếu hắn không cứu người phụ nữ này, người phụ nữ này có thể chết nhanh như vậy hay không? Có thể khó chịu cùng tuyệt vọng như vậy hay không? Thế nhưng, làm sao có thể không cứu chứ? Lúc này, hắn lại một mình đi trong tuyết, nhìn thấy màn đêm buông xuống, mới tìm chỗ không người, thay đổi diện mạo, tay cầm cửu đạo tuần lệnh lâm thời, biến mất ngay tại chỗ. Trong viện, canh hạnh chờ trụi, cô gái áo đỏ hết sức bình tĩnh tu luyện dưới tảng cây. Tuyết rơi dày đặc, nàng lại không hề hay biết sau khi nghe thấy tiếng động nàng mới mở mắt ra khí huyết quanh thân vận chuyển bông tuyết lập tức hóa thành hơi nước tán đi tạ du cười nói về rồi sau đó lại hỏi ăn chưa lý nguyên nói không có khẩu vị làm sao vậy tạ du hỏi lý nguyên thở dài một tiếng tạ du ngồi bên cạnh hắn nói ở chỗ này tu luyện rất nhanh thiếp sắp đột phá ngũ phẩm nhị tỷ biết rõ tình huống của thiếp cho nên nàng lặng lẽ đưa hai cung nữ tâm phúc tới hai vị kia đều là lục phẩm đỉnh phong đường tu luyện khác với tạ gia thiếp vừa vặn bù đắp cho thiếp lý nguyên gật gật đầu sau đó hắn đột nhiên lộ ra nụ cười sau đó nói được rồi ta không sao chỉ là một ít phiền não nhỏ trong tu luyện vừa mới suy nghĩ cẩn thận liền kết thúc tạ du thầm nói chàng cũng thật là trong nhà có hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy chàng không muốn ở lại ngày nào cũng ra ngoài cũng không biết đi làm gì lý nguyên cười ôm vai nàng nói được rồi nương tử nên trở về phòng tạ du ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng nói sáng hôm nay thiếp lại đi miếu diêm quân nương nương cầu phúc chàng đoán thiếp cầu gì cái gì a à? hy vọng diêm quân nương nương phù hộ để phu thê chúng ta sớm ngày sinh đứa nhỏ a à, đúng rồi nhị tỷ thiếp để cho hai vị cung nữ mang bí dược tới đây đêm nay chàng uống đi chúng ta lại đến thử xem sao dứt lời đôi má tạ du đỏ lên giọng đầy quyến rũ hôm nay người ta có thể sinh bảo bảo đấy lý nguyên ôm nàng đẩy cửa vào cánh cửa bang một cái đóng lại tuyết bay dần dần chìm qua cánh cửa mấy ngày sau lý nguyên hóa thân thành dáng vẻ hơi mập xuất hiện ở trấn Hoa Khai, Yến Vân Đạo. Hắn tìm thấy Bành Di hỏi tung tích Huỳnh Trạc Yêu, sau đó nhìn xung quanh, rồi mới mở cửa nghênh đón Huỳnh Trạc Yêu trong một sơn động. Thanh Y Ngọc Hải bước vào trong động, cũng không ngoài ý muốn, chỉ cung kính hành lễ. Lý Nguyên đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng nói, ta muốn noãn tuyết phương pháp, hắn đã hiểu được. Bần cùng mới là nguồn gốc dẫn đến bi kịch phát sinh. Hắn muốn dùng noãn tuyết phương pháp, trả lại đất đai màu mỡ cho dân chúng. Nếu ai cũng có cơm ăn, có quần áo mặc, rất nhiều bi kịch sẽ không phát sinh. Huỳnh Trạc Yêu cười nói, tiền bối, thật sự là trùng hợp, lần trước ta gặp Bạch Liên Giác, hỏi nàng ấy phương pháp, ngài theo ta đi lấy một chút, ngay tại nhà ở Trấn Hoa Khai. Một lát sau, cuộn giấy da đã được đặt trong tay Lý Nguyên. Lý Nguyên thoáng nhìn, thấy trên cuộn da thông tin rất đầy đủ, liền cất nó đi, chuẩn bị đợi sau khi trở về sẽ nghiên cứu. Sau đó hắn hỏi, từ khi chúng ta liên minh tới nay, bản tọa cũng chưa làm chuyện gì cho các người. Huỳnh Trạc Yêu cười nói, có ngài ở đây, vậy là đủ rồi trời sập xuống chúng ta sẽ tìm ngài một ít việc nhỏ còn lại không làm phiền lý nguyên ồm ồm nói trời có sập xuống ta cũng không nhất định chống đỡ huỳnh trạc yêu cười nói thực sự có chuyện xảy ra cũng sẽ không tìm ngài có ngài ở bên chúng ta mà không phải ở đối diện là rất tốt rồi nàng ta hơi hành lễ lại nói nếu tiền bối cần thì cứ tìm ta thực lực của ta thấp kém nhưng ta vẫn có thể chế tạo binh khí bí mật cho tiền bối lý nguyên gật gật đầu sau đó tiễn nàng rời đi chợt hắn cũng nhanh chóng trở về bắt đầu nghiên cứu phương pháp làm tuyết ấm gần nửa tháng sau hắn có một chút cách thức như vậy loãn tuyết phương pháp nhìn như là phương pháp giúp đất đai khôi phục lại màu mỡ nhưng mặt khác lại đang tập hợp âm khí tuy nhiên cuối cùng lý nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm lúc đầu hắn đã lo lắng một vấn đề đó là dương khí do tuyết ấm thu thập được là đến từ dụng thịt nếu là như vậy dương khí của dụng thịt sẽ tản đi dụng thịt sẽ xuống cấp điều này có nghĩa là tài nguyên giảm bớt Nói cách khác, đây là lấy một miếng thịt từ trên người võ giả rồi mang trở lại miệng người thường. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ gây ra mâu thuẫn phạm vi lớn, nhưng bây giờ xem ra, phương pháp làm ấm tuyết này lại thu thập dương khí từ bầu trời, đến lúc đó, dụng thịt vẫn là dụng thịt, đất đai lại sẽ trở nên phì nhiêu, đồng thời quỷ vực hoặc là cực âm chi địa cũng sẽ gia tăng. Từ bầu trời thu thập dương khí, cái này sẽ mang đến cái gì, Lý Nguyên tạm thời không quản được, hơn nữa liên giáo cũng đã từng làm mẫu cho hắn đất phía nam phủ đầy tuyết ấm nhiều năm như vậy cũng không thấy có hậu quả nghiêm trọng gì. hắn dự định trước tiên cứ sử dụng nó như thế, chờ phát hiện vấn đề rồi giải quyết sau, mà trả lại đất đai màu mỡ cho người thường, khiến cho bọn họ có nền tảng giàu có, lại lấy pháp lệnh thưởng thiện phạt ác để ràng buộc, vô luận là đến từ vị thiên tử kia hay là đến từ riêng quân nương nương đều có thể. đây chính là hiệp nghĩa chi đạo của hắn. sau đó lý nguyên tìm được cô tuyết kiến. Một câu cẩn thận điện chủ để cô Tuyết Kiến biết người tới chính là người thần bí cứu nàng ta ở phía nam 30 năm trước. Chuyện cũ đã qua, nhưng vị thần bí này đã từng giúp nàng ta rất nhiều, còn từng truyền lại kế hoạch bí mật của liên giáo cho nàng ta để thần mục điện tránh được rất nhiều thương vong. Tình cảm vẫn còn, Lý Nguyên nói thẳng ý đồ, sau đó dâng lên phương pháp tuyết ấm do chính tay mình sao chép. Cô Tuyết Kiến nhìn xong, nói, nếu thật sự là như thế, vậy phương pháp này cũng có thể chân chính giúp được dân chúng minh châu đạo tiên sinh yên tâm ta sẽ lệnh đệ tử truyền bá cho môn phái địa phương cấm mọi hoạt động mua bán đen tối nàng ta vốn có lòng hiệp nghĩa nặng lúc này nghe được biện pháp này tự nhiên có thể phân biệt lợi ích trong đó tuy nhiên nàng ta còn cần thử trước một chút lý nguyên gật đầu đang muốn cáo từ phía sau lại đột nhiên truyền đến thanh âm cô tuyết kiến tiên sinh lý nguyên dừng bước cô tuyết kiến nói ba mươi năm trước tiên sinh từng để cho một đôi huynh muội đến đây nhờ cậy ta ta vốn đem bọn họ sắp xếp trong thành trấn thần mộc điện nhưng về sau ta nghe nói muội muội Hứa Lan trong huynh muội kia đột nhiên đâm bị thương huynh trưởng Hứa Thịnh, từ đó rời khỏi thần mộc điện, không biết tung tích. Đây chung quy là chuyện tiên sinh giao phó, Tuyết Kiến chưa từng bận tâm, đặc biệt nói một tiếng xin lỗi với tiên sinh. Lý Nguyên nói, chuyện xảy ra bao lâu? Cô Tuyết thấy thế nói, chắc là 11, 12 năm rồi. Lý Nguyên nói, vậy Hứa Thịnh thì sao? Y phản ứng thế nào? Cô Tuyết nói, y cũng rời khỏi thần mộc điện, nói là muốn đi tìm Hứa Lan nhưng y còn nói người y muốn tìm không phải là hứa lan đã mất tích mà là hứa lan chân chính y nói muội muội của y không phải bị ảnh hưởng mà là hoàn toàn bị thay thế y muốn tìm được kẻ thù muốn tìm về hứa lan chân chính cảm ơn ngươi điện chủ lý nguyên nói cô tuyết thấy thế nói rất xin lỗi không thể chăm sóc bọn họ việc tuyết ấm ta sẽ khảo nghiệm trước nếu như vượt qua sẽ tự thu xếp làm phiền rồi chuyện hứa thịnh hứa lan lý nguyên kỳ thật đã từng hỏi huỳnh trạc yêu bất quá hắn chỉ hỏi bí binh Huỳnh Trạc Yêu nói bí binh chỉ là sử dụng sát khí ảnh hưởng. Người bị ảnh hưởng sẽ quên đi nhiều chuyện, tính cách thay đổi lớn, như vậy mà thôi. Sau đó, Lý Nguyên lại đi tới Hoàng Đô, lúc này trong Ngọc Kinh. Thái hậu được biết đến là người buông rèm nhiếp chính, thực tế lại là người nắm giữ triều chính. Mà thời gian 5 năm đã để cho nàng bắt được hai đạo tiết độ sứ, Tàng Long Đạo, Hoàng Nam Đạo. Tàng Long, Hoàng Nam, Hãn Châu ba đạo nối liền với nhau. Chỉ bất quá, nhược điểm chính là sáu đạo còn lại thực sự khởi nghĩa vũ trang, trực tiếp tạo phản, sau đó tự mình phong vương. Trong đó, tiết độ sứ Yến Vân đạo tự phong Yến Vương, tiết độ sứ Ung Châu đạo tự phong Triệu Vương, tiết độ sứ Tinh Hải đạo tự phong Tề Vương, tiết độ sứ Minh Châu đạo tự phong Hàn Vương, tiết độ sứ Phục Giang đạo tự phong Sở Vương, tiết độ sứ Vân Sơn đạo tự phong Ngụy Vương. sáu nước liên kết, cùng chống lại Ngọc Kinh, Tạ Vi sứt đầu mẻ chán. Nàng đang vừa tiêu hóa lực lượng, vừa bồi dưỡng quân đoàn mới, tướng quân mới. Theo lý thuyết, nàng có thiết kỵ của Hãn Châu, có phi hùng quân, có anh linh, ưu thế như vậy hẳn là đủ để cho nàng chinh phục sáu nước nhưng chân chính đối đầu nàng mới phát hiện sáu nước kia hình như có cao nhân tồn tại nàng căn bản không đánh bại họ bất quá nàng cũng không có cầu xin lý nguyên hỗ trợ thay vào đó tiếp nhận noãn tuyết bí pháp nói việc này sẽ giao cho cơ hội xem như để y rèn luyện một chút đêm đó noãn tuyết bí pháp liền xuất hiện trong tay thiếu niên thiên tử dưới ánh nến thiên tử trầm tư nhìn bí pháp này mà trong tay y vẫn còn giữ sách sử cổ xưa những sử sách này là y gần đây ở trong địa các hoàng cung lật ra. Thiên tử nhìn hồi lâu, lại truyền tin cho sư phụ của y, Cao Thái Phó. Thái Phó tới, thiên tử liền nói thẳng, mẫu hậu đã đưa phương pháp này cho chấm, muốn chấm giải quyết. Thái Phó hỏi, đây là phương pháp gì? Thiên tử nói, phương pháp lấy trời vá đất, một khi thành công, liền có thể làm dịu thiên địa, trả lại đất màu mỡ cho bách tính. Thái Phó vỗ tay khen, Thái Hậu thật có lòng, có phương pháp này, dân chúng cuối cùng cũng có hy vọng. Thế nhưng, thiên tử khẽ nhíu mày, y nắm cuốn ra này luôn cảm thấy trong lòng không yên đó là bản năng thái phó tiến lên nói bệ hạ có thể thử trước nếu hữu hiệu lại mở rộng hành động là được thiên tử gật gật đầu ánh mắt thái phó liếc nhìn sách sử cũ kỹ bên cạnh sử sách đang mở ra một trang trong mắt thái phó hiện lên tia sáng mơ hồ và kỳ lạ gã giơ tay đem sách sử kia khép lại nói bệ hạ nên nghỉ ngơi cần cù tất nhiên là phẩm chất quý giá nhưng vất vả nhưng cũng sẽ hại thân thiên tử ngáp một cái nói trẫm biết rồi thái phó lui ra đi cao thái phó cáo lui thiên tử quay lại giường gió đêm ngoài cửa thổi tung màn trướng cùng với trang sách sử sách cũ kỹ kia trang sách lập tức lật ảo ảo trên đó những thăng trầm lịch sử của mảnh đất này đã bị lật qua trước chu có thương trước thương có hạ chu tế sơn hà để an ủi những linh hồn trung thần hạ lại hoàn toàn khác biệt chớp mắt bốn năm trôi qua tháng 10 mùa thu vàng tuyết lớn tuyết ấm khí tượng khác thường này lại khiến mọi người hoan hô dưới tuyết ấm trên đất màu mỡ bông lúa màu vàng đầy đặn uốn cong thân lúa thu hoạch rồi thu hoạch rồi dân chúng hoan hô nhảy nhót đao khách áo trắng đội nón tre đứng bên một cánh đồng nhìn cảnh này bỗng nhiên trong lúc đó thân hình hắn đột nhiên chấn động bởi vì hắn cảm thấy trong cơ thể cái kia rất nhiều lục trùng hỗn loạn lại đang sinh ra biến hóa giống như đang thống nhất giống như thật sự thuộc về hắn tháng 10 thu vàng tuyết ấm đầy trời biển lúa vàng óng ánh phủ đầy tuyết trắng mọi người hoan hô nhảy nhót lông mày nhíu chặt của ông lão giãn ra người chuẩn bị chống đỡ không nổi mùa đông năm nay liền bán con mình thì ôm búp bê ngây thơ vô chi gào khóc khóc những giọt nước mắt vui sướng không cần chia lìa cốt nhục nữa những người đàn ông loay hoay trên chuyến đi dài tự hỏi có nên đánh mất tôn nghiêm cùng lương tâm đi làm chút hoạt động mờ ám hay không đổi lấy tiền no bụng bỗng nhiên lại có nhiều lựa chọn bọn họ nhìn thấy ruộng lúa được mùa nhận được thư nhà đã lâu không thấy đột nhiên muốn về nhà hiệp khách áo trắng đội nón đeo trường đao thất phẩm đi qua thôn quê đi qua bờ ruộng hắn đi quãng đường rất dài, rốt cục nhìn thấy cảm xúc trên mảnh đất này thay đổi. Hắn lại nghe thấy một vài nhà thân hào muốn mưu đồ bí mật đem những lương thực này cướp hết, sau đó tích trữ. Chỉ bất quá rất nhiều thế lực cao tầng địa phương lại đang tạo áp lực, những áp lực đó khiến đám tiểu quỷ phía dưới có tâm mà không có gan. Đương nhiên, những thứ này đều đến từ áp bức của Lý Nguyên. Gần 10 năm nay, hắn không chỉ phổ biến tuyết ấm, còn thông qua mạng lưới quan hệ của bản thân, đem một câu nói truyền xuống, một hạt gạo của dân không thể đoạt, muốn đoạt thì phải bị trừng phạt sau mấy lần trừng phạt gấp trăm lần ngàn lần cùng với giết gà dọa khỉ loại chế độ này hoàn toàn áp bức đối với quyền quý cứ như vậy được thực hiện thái hậu ủng hộ hắn liên giáo ủng hộ hắn diêm quân nương nương ủng hộ hắn điện chủ thần mộc điện cô tuyết kiến dẫn đầu mang theo các thế lực lớn ủng hộ hắn cho dù không ủng hộ cũng không dám làm trái huống chi tuyết ấm tựa hồ có lợi đối với tất cả mọi người cho nên không có người từ chối chưa từng có ai có thể tập hợp được nhiều thế lực như vậy đồng thời tiến hành một chuyện vì bách tính mà điều quan trọng là không ai biết Lý Nguyên, cùng lắm chỉ có những người ở vị trí cao nhất mới có thể mơ hồ phát giác được sau sự ăn ý quái kỳ lạ này có một bàn tay lớn vô hình. Lý Nguyên lại đi hồi lâu, nhìn nhân gian thay đổi, trong lúc đó còn giúp người nông dân đi thu hoạch lúa mì, lại hỗ trợ quan phủ bắt một ít sơn tặc, lưỡi đao không nhuốm máu một người vô tội. Rốt cục hắn cũng lộ ra nụ cười, đáy lòng cũng cảm thấy một loại vui sướng. Hắn chợt hiểu ra một đạo lý, hiệp đạo thuộc về hắn cũng không phải là cướp giàu chia nghèo, cũng không phải chém giết gian ác thậm chí không phải vì nước vì dân mà là hồi sinh gia tộc gia tộc này không chỉ là những võ giả còn có bách tính còn có loại trật tự này triều đại có thể thay đổi nhưng dân chúng là trên hết lãnh đạo dân chúng là ai người dân coi thực phẩm là ưu tiên hàng đầu của họ lý nguyên cởi áo trắng mặc vào quần áo bụi bặm áo trắng thì dễ dính bùn áo xám thì không hắn cảm thụ được những thay đổi của tổ lục trong cơ thể tiếp tục thuận theo giúp đỡ thu hoạch lúa ở nhân gian lặng lẽ giúp đỡ giải quyết một số chuyện không công bằng chuyện âm quỷ mà hắn có thể nhìn thấy. Hiện giờ, trong cơ thể hắn đã có một vạn tám ngàn đạo tổ lục. Hắn hàng năm đều đi vấn đao cung thu hoạch, tự nhiên càng tích càng nhiều. Những tổ lục này ban đầu rất phức tạp và hỗn loạn. Nhưng giờ phút này dưới sự ảnh hưởng của tâm trạng tươi sáng, những tổ lục này đều đang thay đổi. Vốn dĩ tổ lục là tập hợp những ý niệm, nhưng bởi vì đến từ người bên cạnh, nên dù bị lý nguyên nuốt, thật ra là vẫn chưa tiêu hóa. Bây giờ lại đang tiêu hóa, giống như trong ba pháp của thần mục điện là khô vinh, Trường Thanh, hồi liễu chỉ có khô vinh mới có thể bước vào tam phẩm. Lại giống như thánh hỏa cung địa hỏa chu du, yêu hỏa nhiễu tâm, thiên hỏa phần lâm, chỉ có cường giả tu hành địa hỏa chu du công mới có thể cầm lên thanh địa hỏa kiếm kia, bước vào tam phẩm. Trong ba con đường bá đao, tuyệt đao, yêu đao của Lý Nguyên, rốt cục cũng có một con đường bắt đầu sinh ra lột xác, đó chính là bá đao. Hiệp khách đi vạn dặm, không vì danh lợi, mà vì đem ánh sáng đến thế gian. Cả một mùa thu đã qua, tháng 12 tuyết nhẹ lại ảo ảo rơi xuống năm mới đang đến gần tạ du không chỉ đột phá ngũ phẩm còn hoàn toàn củng cố cảnh giới khí huyết đầy đặn của dụng thịt tam phẩm khiến nàng tu luyện không đáng ngại mà sau đó nàng phải ra ngoài rèn luyện sớm ngày hóa ra nguyên huyết trạng vạng tối nàng mới từ dưới tàng cây hoa hạnh đứng dậy liền thấy được lý nguyên trở về đã từng là bạch y đao khách biến thành hôi y đao khách đao khách áo xám cười tạ du cũng cười theo sau đó hỏi hôm nay hình như chàng rất vui vẻ có việc vui gì lý nguyên một lần nữa nắm chặt đao nói Tâm của ta không loạn nữa, không loạn nữa rồi." Tạ Du có chút kinh ngạc. Mấy năm nay, lỗ tai của nàng mỗi ngày nghe nam nhân nhà mình nói tâm loạn cũng đã nghe ra vết chai, hiện tại đột nhiên vẽ lên dấu chấm hết, cũng cảm giác rất thần kỳ. Cũng không thấy Lý Nguyên có động tác gì, hắn đột nhiên buông chuôi đao, nhưng trường đao đã rời vỏ, lơ lửng lượn một vòng xung quanh hắn. Đây là đao thất phẩm, cũng không phải là liên hệ giữa người và linh khí, có thể chống đỡ đao bay vòng vòng này chỉ có thể là sức mạnh riêng biệt tứ phẩm. Trang trở lại thành tứ phẩm rồi tạ du lộ vẻ vui sướng lý nguyên cười gật đầu nhưng mặc dù hắn gật đầu nhưng chính mình cũng còn chưa xác định một vạn tám ngàn tổ lục trong cơ thể hắn đã hoàn thành thống nhất bảng điều khiển của hắn cũng biểu hiện là đạt tới tứ phẩm tổ cảnh điều này có nghĩa hắn thật sự tiến nhập tứ phẩm bất quá nguyên nhân trong đó hắn còn chưa rõ hơn nữa tuy hắn đã bước vào nhưng vẫn cần thời gian để củng cố tạ du cũng giãn dung nhan theo hai mắt cười thành trăng non chẳng qua nàng cũng không dám hỏi nhiều bởi vì nàng vẫn nhớ rõ phía sau nam nhân nhà mình hiện ra kim thân cự nhân trăm trượng. So sánh với lực lượng như vậy, mặc dù nam nhân nhà mình đột phá tứ phẩm, khả năng cũng vẫn sẽ tồn tại trên lệch. Nếu so sánh với quá khứ của hắn, đây vẫn là một loại đả kích phải không? Lý Nguyên không biểu hiện thêm mà nói, nếu có thể cầm đao trở lại, ta đây muốn tiếp tục theo đuổi con đường đao đạo càng mạnh hơn. Tạ Du vui mừng nhìn hắn, đột nhiên quấn lấy cánh tay hắn, gương mặt thân thiết dán ở đầu vai, nói, cuối năm rồi, miếu diêm quân nương nương hôm nay có hội, có đi hay không? Lý Nguyên nói, được, hắn vốn định mang tạ du ngồi xe ngựa đi thần miếu, nhưng vừa thấy đường xá bên ngoài đông nghịt người, liền từ bỏ ý định này, đổi sang đi đường thủy. Cách nhà không xa, đi thuyền về phía bắc ngân khê, hơn nửa canh giờ có thể đến chân núi thần miếu. Trong thuyền có không ít người, tạ du đang ngồi dựa sát vào Lý Nguyên. Lý Nguyên nhìn xung quanh, có thương nhân, có hiệp khách, có người đi một mình, có người mang theo cả gia đình. Trong thuyền, mọi người đều đang trò chuyện, nói những lời như cuộc sống bắt đầu tốt lên mà theo tiếng người chèo thuyền tới cây xào dựng lên bờ thuyền cập bến mọi người rời thuyền tạ du kéo cánh tay lý nguyên đi ở chân núi dưới chân núi một chuỗi đèn lồng đỏ rực rỡ sáng lấp lánh người bán hàng rong đứng hai bên cư nhiên chỗ nào cũng đông nghịt người tiếng người huyên náo khói lửa lượn lờ phía sau xe đẩy thịt có đại hán với khuôn mặt đầy thịt đang cầm dao thái thịt sau đó giao cho tiểu nhị đi phía trước nướng thịt gian hàng bánh tràn ngập mùi thơm hấp dẫn tiếng la hét mơ hồ có thể nhận ra có hơn 10 loại bánh khác nhau sau khi uống trà trái cây ở quán trà, có thiếu nữ xinh đẹp đang chăm chỉ làm việc. Tạ Du nhìn vài quán cảm thấy cũng không tệ lắm, đáng tiếc bên ngoài đều xếp hàng dài, xem ra không biết phải đợi bao lâu. Hai người lại đi tới trước một tòa nhà trên núi nổi tiếng nhất. Các tử lâu có thể xây dựng gần thần miếu đều có quan hệ đặc biệt. Tạ Du kiễng chân nhìn một chút, mới nhìn thấy hai chữ Hành Vu, nàng nhịn không được bĩu môi nói, mỗi ngày đều nhiều người như vậy, thiếp đều đến mười mấy lần, một lần cũng không ăn được thứ gì ở đây. Lý Nguyên mỉm cười 50 năm trước, hắn cũng không nghĩ tới tử lâu hành vu sẽ có dáng vẻ như ngày hôm nay. Hiện giờ, phía sau tử lâu này là phán quan ti, nói trắng ra vẫn là riêng quân nương nương. Cũng chính bởi vì là riêng quân nương nương, một tử lâu lớn như vậy cùng với thương hội sau lưng lại đều thực sự làm từ thiện, ngẫm lại cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hắn dĩ nhiên có thể nói một câu, liền để chi nhánh tử lâu hành vu xây trên núi lập tức trống rỗng, sau đó lại dùng quy mô lớn nhất nghênh đón hắn cùng tiểu du nhi. Nhưng mà, hắn không muốn làm như thế, lúc hai người đang do dự ở trước cửa trên lầu cao đột nhiên truyền đến tiếng kêu tây môn huynh chị dâu lý nguyên ngẩng đầu vui vẻ đây không phải là thiết sát sao bên cạnh thiết sát còn có phương kiếm long triệu thuần tâm cùng với chu xảo nhi và con trai của ả à. đây là ăn cơm tập thể thiết sát đứng dậy hai tay nâng lên hô tây môn huynh lên đây tụ tập đi tạ du đối với thiết sát cũng không xa lạ gì nhưng nàng chỉ cho rằng đây là bạn bè mà nam nhân nhà mình vô tình kết giao với ở thị trấn này liền nhìn về phía lý nguyên lý nguyên nhìn tạ du nói đi lên ngồi đi tạ du gật đầu hai người mới đi lại bị tiểu nhị trước cửa ngăn cản tiểu nhị nói hai vị khách đầy rồi muốn vào lầu hay là làm phiền ngài xếp hàng tạ du nói ở trên đó có bằng hữu tiểu nhị nói có bằng hữu nhưng chỗ ngồi có hạn nếu hai vị đi lên bằng hữu của những người khác e rằng cũng tiến vào theo tạ du nổi giận lý nguyên kéo kéo tay nàng lại khoát khoát tay với thiết sát ở trên lầu nói hôm nay nhiều người lần sau gặp lại Trước khi Tạ Du nổi giận, Lý Nguyên kéo nàng đi, sau đó mua hai chén trà hoa quế ở ven đường, vừa đi vừa uống, trên tử lâu hành vu, Chu Xảo Nhi không có cảm giác gì, dù sao trong mắt ả, à, cái này rất bình thường. Nhưng Thiết Sát, Phương Kiếm Long, Triệu Thuần Tâm hoàn toàn giống như thấy quỷ. Chợt, Triệu Thuần chửi thề, mẹ kiếp, quả thực ta không dám tin vào mắt của ta. Phương Kiếm Long cũng khiếp sợ nói, đúng vậy, hắn cư nhiên bị tiểu nhị tử lâu hành vu ngăn ở ngoài cửa. Thiết Sát cũng nhịn không được nói, đúng là gặp quỷ. Tiểu Vân nói, từ lâu hành vu rất nhiều khách, bị ngăn ở bên ngoài rất bình thường, hôm nay nếu không phải triệu cung chủ bảo người tới xếp hàng trước, sợ là chúng ta cũng không có chỗ. Thiết sát cười ha hả, lại vuốt vuốt đầu thiếu niên, nói, nhìn xem, nhìn xem, đứa nhỏ này nói đúng lắm, xa xa. Tạ Du tức giận đến ngay cả trà hoa quế cũng cảm thấy khó uống, nàng vừa đi vừa dậm chân, trong miệng lẩm bẩm, nhị tỷ của ta chính là. Lý Nguyên che miệng nàng lại, cười nói, tức giận cái gì nha. Tạ Du hung hăng dậm chân, mắt chó coi thường người. Lý Nguyên nói, nhưng người ta cũng không để người khác đi vào. Thiếp, tạ du nghẹn lời, tức giận nói, chàng khi dễ thiếp, Lý Nguyên kéo tay nàng. Tạ du lắc tay nói, đừng đụng vào thiếp, thiếp tức giận rồi. Lý Nguyên dụ dỗ rất giỏi, nhưng phải mất một hồi mới dỗ được nương tử mình. Tạ du hết giận. Xa xa, đèn đuốc sáng trưng, có người đeo mặt nạ đầu heo, nhảy múa giữa những người mang khuôn mặt ma quái khác nhau. Đây là nghi thức vui mừng của Diêm quân nương nương hội miếu thủ vệ thần miếu phân chia thành trực và tuần tra bên ngoài người canh gác vẫn làm như thường mà người tuần tra bên ngoài thì lần lượt mang đầu heo đây là tượng trưng cho quỷ chư đã nuốt chửng lời nguyền bóng tối của người dân huyện sơn bảo người đầu heo mang đến hòa bình cho nam địa khuôn mặt đáng sợ ở trong mắt dân chúng cũng trở nên đáng yêu tạ du lôi kéo lý nguyên chạy đến xem cảnh tượng nhộn nhịp nàng nhìn thế nào cũng không chán mà đột nhiên xa xa chuyển đến một mảnh tiếng cười vang cùng tiếng xì xào bàn tán tạ du vốn đến xem náo nhiệt đang sợ náo nhiệt không đủ nhiều lúc này nghe thấy tiếng cười vang hai gò má liền đỏ bừng hưng phấn lôi kéo lý nguyên chạy về phía đó đợi đến gần thân sắc hai người lại trở nên kỳ lạ phía xa có đủ loại âm thanh vọng tới mấy ngày trước sở vương cố ý đến đây bái kiến nương nương sau đó bỏ lại đứa con gái nhỏ của mình nói muốn hầu hạ nương nương coi như là con gái của sở vương muốn hầu hạ nương nương nhưng căn bản không đủ tư cách đi huống chi sở vương này chẳng qua chỉ là tiết độ sứ của phục giang đạo mà thôi gã ở tại phủ lung lăng xa xôi trước giờ chưa bao giờ hỏi thăm địa giới của chúng ta. Bây giờ đến đây, còn không phải là nhìn chúng lực lượng của nương nương, hy vọng được nương nương ủng hộ sao. Cô con gái nhỏ này của sở vương khá kiên trì, đã quỳ 7 ngày 7 đêm, người tựa như tấm điêu khắc, không nhúc nhích, ăn uống cũng không quản. Lúc này, lại có người ở trong đám người hô, tiểu cô nương, mau trở về đi, chỗ này sẽ không thù người đâu. Tạ Du và Lý Nguyên chen qua đám đông, nhìn vào bên trong. Đã thấy một thiếu nữ mặc hỏa phượng trường phục màu đen tôn quý, hai tay nàng chạm đất đang duy trì tư thế dập đầu phương hướng nàng ta cúi lại chính là cổng sơn môn miếu diêm quân nương nương trong tuyết nhỏ ảo ào, ào, búi tóc đoan trang của nàng ta đã chuyển sang màu trắng lý nguyên liếc mắt thấy số liệu trên đầu nàng tám ngã chín nói cách khác đây là một người bình thường người bình thường vào mùa đông quỳ bảy ngày bảy đêm còn không ăn không uống đây là cách cái chết không xa tạ du lại rất tức giận thì thầm bên tai lý nguyên loạn thần tạc tử lý nguyên không nói gì lại dẫn tạ du chơi một lát rồi về nhà trời vẫn rơi tuyết nhỏ rạng sáng ít người thần miếu dần dần yên tĩnh con gái nhỏ của sở vương bỏ lại vẫn quỳ gối trước thần miếu toàn thân nàng ta đã mất đi chi giác hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tảng đá lạnh lẽo cứng ngắc trước mặt đột nhiên nàng ta cảm thấy có cái gì đó rơi xuống vai mình nàng ta vẫn không nhúc nhích bên tai lại truyền đến tiếng cạc cạc không giống tiếng người đã chết rồi sao không có tên là cái gì hạng nhan quả đen nhỏ đứng trên vai vương nữ tên hạng nhan hô đứng lên nhìn thấy nàng ta bất động lại nói cái chết của ngươi chỉ làm nương nương tức giận nương nương sẽ giận chó đánh mèo lên đầu sở vương đây là điều ngươi muốn nhìn thấy sao rắc 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 xoẹt 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 thanh âm cứng nhắc máy móc chuyển đến hạng nhan muốn đứng dậy nhưng mới vừa động đậy thì phát hiện mình đã hoàn toàn mất khống chế giống như chiếc đồng hồ theo cũ đang phát ra động tĩnh sắp hỏng do lò xo so bị vặn muốn chết vì cha ngươi như vậy sao con quạ nhỏ líu lo hạng nhan trầm mặc xem ra không phải quạ đen nhỏ xảo trá nói hạng nhan cũng không cãi lại thật muốn gặp nương nương, dưỡng tốt thân thể, ta dẫn ngươi đi gặp nha, chỉ có điều, một khi nhìn thấy nương nương, tất cả quá khứ của ngươi, tất cả mục đích đều không thể giấu được nữa. Quả đen nhỏ dừng lại, nói, đã như vậy, ngươi còn gặp không? Hơn nữa, cho dù ngươi thông qua cửa ải, ở lại đây hầu hạ nương nương, nương nương cũng không có khả năng bị cuốn vào tranh chấp của các ngươi. Cùng lắm là để cho ngươi rời xa chiến loạn, chờ đến ngày nào đó, cho dù là nước Sở bị diệt, ngươi cũng sẽ không có việc gì. Hạng Nhan quạ đen nhỏ cạc cạc hỏi bây giờ có quyết định chưa ta muốn gặp nương nương hạng nhan khàn giọng nàng ta duy trì tư thế quỳ gối thân thể cứng ngắc mỏ nhọn của quạ đen nhỏ đột nhiên kẹp lấy một mảnh lá cây bay tới trong gió xa xa nhẹ nhàng phun lên người vương nữ chiếc lá kia giống như lá cây hòe già nhưng đối với vương nữ mà nói cái lá cây này lại là một ngọn lửa ấm áp thân thể của nàng đang nhanh chóng tan băng nhanh chóng khôi phục nàng ta mềm nhũn ngã xuống đất lúc này mới ngẩng đầu nhìn bên cạnh phát hiện người nói chuyện với mình dĩ nhiên là một con quạ đen nhỏ. Nàng ta cung kính bái nói, tạ thần nha nương nương, nương nương. Quạ đen nhỏ ngạc nhiên, sau đó vỗ đôi cánh đen kịt, Phành phạch bay lên trời cao, biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau, trong một sơn cốc thanh u gần quỷ ngục, bốn thiếu nữ điềm đạm lặng lặng đứng trong tuyết, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, một người đàn ông đi vào theo lối vào hẻm núi. Các thiếu nữ mới chạy tới, vây quanh người đàn ông kia líu ríu kêu cha, cha. Lý Nguyên nhìn bốn cô con gái giống nhau như đúc, mà trên đỉnh đầu những cô con gái này đều có dòng chữ 15.920 ngã 102.908. 10 vạn chiến lực, cái này có nghĩa là bốn cô con gái này đã có thể quét sạch thế lực ngũ hành trước đây, đồng thời cũng có nghĩa đây là bốn chi tinh nhuệ trong tay Thái Hậu, Phi Hùng Quân. Lý Nguyên vui mừng vuốt tóc các con gái, bất quá. Nét mặt của hắn có chút là lạ, áo bông nhỏ rất chi kỷ. Một nét mặt của Lý Nguyên khiến cho các nàng hiểu được suy nghĩ của cha mình. Thế là, bọn họ lần lượt biến đổi, lại biến thành bốn thụ mẫu mẫu, xếp thành chữ nhất sau lưng Lý Nguyên. Đừng nhìn các nàng biến đổi như vậy, nhưng phạm vi có thể biến đổi lại chỉ có ba, đó chính là hình người, cây, quạ đen. Các thụ mẫu mẫu ngươi một câu ta một câu mà nói, cha, cô gái mà người cho con xem kia, thực sự cũng rất đáng thương. Nàng ta là bị ép tới, nàng ta không đến, mẹ nàng ta sẽ chết. Cho nên, nàng ta chỉ có thể quỳ ở chỗ này, chỉ có thể liều mạng gia nhập thần miếu, như vậy mẹ nàng ta mới có thể có địa vị, mới có thể sống sót ở trong sở vương phủ bất quá con đã nói với nàng ta rồi nếu đã tới thần miếu vậy chuyện bên ngoài liền không có quan hệ gì với nàng ta nương nương cũng sẽ không lo chuyện bên ngoài thụ mẫu mẫu đều rất đáng yêu lý nguyên ngồi dưới tảng cây một thụ mẫu mẫu vươn nhánh cây ra đưa cho hắn một chén trà thấy trà lạnh liền dùng cành cây quấn quanh chén trà kia chỉ chốc lát sau nước trà đã bốc hơi nóng nhánh cây một lần nữa đưa chén trà ra ngoan ngoãn nói cha uống trà còn có một thụ mẫu mẫu thì không biết từ đâu biến ra quả táo đã gọt vỏ sẵn nói cha, ăn táo đi. Hai thụ mẫu mẫu khác thì lại dâng ra hoa quả, quả hạch các loại. Lý Nguyên nói: "Sao lại biến trở lại?" Một thụ mẫu mẫu nói: "Chúng con cùng xuất hiện sẽ khiến cha cảm thấy rất kỳ quái, dù sao trong lòng cha, con gái chân chính chỉ có một." Một thụ mẫu mẫu khác nói: "Đúng vậy, đúng vậy, nàng đang ở thần linh mộ địa." Lý Nguyên kỳ quái hỏi: "Rốt cuộc hiện tại các ngươi đang trong trạng thái gì? Là cùng một người sao, hay là nói linh hồn khác biệt?" Thụ mẫu mỗ, mỗ nói: "Cha, nữ nhi ở thần linh mộ địa là thân cây chúng con là nhánh cây chúng con đều là một thân cây nhưng lại là những bộ phận khác nhau con gái của cha ở mộ địa đương nhiên quan trọng hơn nhưng chúng ta cũng là con gái của cha lý nguyên nói vậy quạ đen thì sao thụ mẫu mẫu nói quạ đen thật giống như một chồi nhỏ còn chưa mọc thành cành bởi vì ở trên cây cho nên nàng hoàn toàn là con gái của cha ở thần linh mộ địa hiện tại chúng con được bao bọc bởi dương khí cho nên có một số tự mình độc lập đi ra một thụ mẫu mẫu khác bổ sung như đinh đóng cột nhưng chúng ta vẫn là con gái của cha. Bài phát biểu của thụ mẫu mẫu này nhận được sự ủng hộ của ba vị khác. Các thụ mẫu mẫu sau sạc phát biểu, trải nghiệm kỳ quái này khiến Lý Nguyên không nhịn được có chút xấu hổ. Bất quá, Tiểu Thánh cũng là gần đây mới đột phá Thiên hồn nhị cảnh, nhưng vấn đề là, Thiên hồn nhị cảnh khác với cảnh giới lúc trước. Cảnh giới này cần bảo dưỡng thường xuyên, nói ngắn gọn, chính là thường xuyên hấp thụ dương khí ở dụng thịt tam phẩm mà hiện nay dụng thịt tam phẩm phụ cận miếu diêm quân nương nương nhiều nhất chỉ có thể duy trì bốn cái thiên hồn nhị cảnh lúc này một thụ mẫu mẫu nhổ dễ lên nhảy ra nói cha cho người xem tiên tướng của chúng con dứt lời sau lưng thụ mẫu mẫu đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ kim thân cao mười trượng diện mạo mơ hồ bốn thụ mẫu mẫu chính là bốn cái kim thân mười trượng hai tay của những kim thân này run lên bàn tay liền biến thành vô số rễ cây màu vàng quấn chặt lấy nhau lại vỗ một cái những sợi rễ kia liền hóa thành làn sóng lao về phía trước khi thế như vạn mã thiên quân cùng tiến, đầu dễ càng như trường thương xung kích, một lần đi vài dặm, uy thế kinh người. Bốn cặp quân đội này đang chạy qua chạy lại trong hẻm núi, không lâu sau, chủ nhân của quân đội kia còn hỏi Lý Nguyên: "Cha, có phải rất lợi hại hay không?" Lý Nguyên khen: "Được." Bốn thụ mẫu mẫu cực kỳ vui vẻ, lại nho nhau, nhau thu dễ cùng Kim Thân, một thụ mẫu mẫu đột nhiên nói: "Cha, Kim Thân của người đâu? Cũng cho chúng con xem một chút đi, đúng vậy, có lợi hại hay không?" Một thụ mẫu mẫu khác ngây thơ nói: Lý Nguyên tất nhiên không có gì phải giấu giếm con gái, hắn đứng ở vị trí thích hợp, sau lưng trực tiếp xuất hiện một cự nhân thân vàng cao trăm trượng. Cự nhân kia khoanh chân mà ngồi, hai tay buông xuống đầu gối, nhưng không biết vì sao, khuôn mặt vốn giữ tợn tham lam lại có thêm vài phần quang minh cùng từ bi. Khô hỏa cháy hừng hực, trong nháy mắt nhiệt độ toàn bộ hẻm núi tăng cao, càng ngày càng cao. Mặc dù kim thân của Lý Nguyên khoanh chân ngồi, bốn cái cây kim thân của thiếu nữ vẫn là cần phải ngước mắt lên mới nhìn được. Bộ dáng này, giống như trên bàn thờ, bốn linh vật dưới tượng thần khổng lồ. Lý Nguyên khoanh chân ngồi xuống, hắn nhìn lướt qua trạng thái của bản thân, số liệu từ 37.884 ngã 626.253 trở thành 37.884 ngã 720.190. Ngược lại không gia tăng bao nhiêu, nhưng thu hoạch lớn nhất cũng là hắn đang một lần nữa thu hoạch liễm lực. Cuồng bạo của hắn đang một lần nữa thu hồi lại, Lý Nguyên đột nhiên giơ tay. Trong hư không, từng đạo khô hỏa khủng bố đang nén lại, ngưng tụ, hóa thành hình đao nhưng sự sụp đổ này dường như không suôn sẻ lắm lý nguyên cầm vài lần cảm thấy không ổn lại tản đi các thụ mẫu mẫu kêu lên cha đạt được thần thông đi lý nguyên thu hồi sau đó lại nhìn các thụ mẫu mẫu mở tiệc trà đột nhiên có một thụ mẫu mẫu nói cha lão đầu ở mộ địa kia lại nói chuyện rồi lý nguyên hỏi nói cái gì thụ mẫu mẫu nói lão đầu nói thiên hồn nhị cảnh liền chấm dứt rồi nếu như muốn bước vào tam cảnh địa tiên phải đi đông hải tiên vực mới được lý nguyên cười lạnh một tiếng thản nhiên nói đuổi hổ nuốt sói mà thôi thụ mỗ mỗ nói đúng vậy con cũng không tin con đã nói nếu lão không chịu dạy con con sẽ lật nắp quan tài lên lại qua thêm một lát thụ mỗ mỗ tiếp tục nói lão đầu hỏi con sao dám khi sư diệt tổ con nói với lão rõ ràng là lão cầu dạy con lão đầu liền không nói lời nào một lát sau một gốc thụ mỗ mỗ biến thành quả đen đáp xuống đầu vai lý nguyên nói lão đầu này nói cho dù không đi đông hải tiên vực cũng có biện pháp nâng cao thực lực Biện pháp kia có thể không thích hợp với người khác, nhưng lại rất hợp với con." Lão nói, "Ngay cả dụng thịt cấp thấp cũng có thể làm nhiều người như con bước vào tam phẩm. Chỉ cần dụng thịt phân hạch, có thể sinh ra năng lượng khổng lồ. Năng lượng đó có thể giúp con tiến vào tam phẩm. Cho dù có một ngày dụng thịt hoàn toàn không còn, con còn có thể đi tới cạnh lửa của băng man. Ở bên cạnh lửa, con có thể được bổ sung liên tục không ngừng, vì vậy có thể vẫn duy trì tam phẩm nhị cảnh rồi." Lý Nguyên vốn chỉ tùy tiện nghe một chút vẻ mặt chợt căng thẳng con ngươi hắn chậm rãi co lại con gái vẫn đang nói lão đầu còn nói có thể dạy con thiên hồn đại trận thiên hồn đại trận cần có sự phù hợp trong lòng mới có thể thi triển nhưng trận pháp như vậy lại là vốn dĩ tồn tại vì con lão đầu nói chỉ cần con học thiên hồn đại trận trên mảnh đất này sẽ không có ai là đối thủ của con thậm chí đợi đến khi con càng ngày càng nhiều con có thể vượt qua đông hải liên kết rất nhiều người vào trong đại trận cha người nói con có nên học không giờ phút này con ngươi lý nguyên đã co rút lại hắn đã rõ ràng ngửi được một cơn bão sắp tới. Cơn bão đương nhiên không đủ để hình dung tình huống lúc này, đây rõ ràng là đại nạn khủng bố. Tây cực vì phá hoại âm dương đại đồng, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bọn họ dụ dỗ chân viêm hoàng, muốn man vương hủy diệt quỷ vực trong thiên hạ. Bọn họ lại nhìn chúng tiểu thánh, muốn tiểu thánh nuốt chửng dụng thịt thiên hạ. Đợi đến khi dụng thịt đã hết, tiểu thánh chỉ có thể trở lại bên cạnh lửa của Tây cực, sau đó, giống như nhiều thế hệ băng man, trở thành người thủ mộ càng đáng sợ hơn. Nói thật, nếu rất nhiều tiểu thánh ký kết thành trận, Lý Nguyên cảm thấy hắn đánh không lại. Điều này đúng như lời lão giả của thần linh mộ điện nói, trên mảnh đất này, tiểu thánh sẽ là vô địch. Tây cực, xoẹt xoẹt xoẹt, gió tuyết lặng yên, cát lạnh triền miên. Thân hình cường tráng như một con gấu khổng lồ, tứ chi nối đuôi nhau. Người đàn ông cường tráng bốn tay, bốn chân, đầu đồng trán sắt đang đứng trong gió tuyết. Chỉ giây lát, tứ chi của gã biến mất, chỉ còn lại hai tay hai chân. Ba ba Ta đã hoàn toàn củng cố địa hồn nhất cảnh, làm sao đạt tới cấp độ tiếp theo?" Man Vương ồm ồm hỏi. Bà lão lưng còng tóc bạc nói: "Lang mẫu đã từng nói với ngài Trinh phạt Trung Nguyên đi, những quỷ vực Trung Nguyên kia chính là chất dinh dưỡng của ngài. Tiêu diệt chúng, sau đó cướp đi lực lượng của chúng, đem lực lượng kia cất giữ vào trong thân thể ngươi, ngươi liền có thể bước vào địa hồn nhị cảnh." Hơi dừng lại, thanh âm bà lão càng ngày càng khàn khàn, càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng bệnh hoạn, từ áp lực đến ngẩng cao đầu, rồi đến tràn ngập mê hoặc cuồng loạn hôi thân, hôi thân, hắc thân, hắc thân, thanh thân, thanh thân. Ngài sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất trên đại lục này. Ngài sẽ trở thành anh hùng của tất cả băng man. Sinh mệnh của Ngài sẽ nghênh đón thời khắc huy hoàng nhất. Ngài giống như mặt trời treo trên trời, trở thành thái dương vương trong sử thi thần thoại, sẽ trở thành bá chủ không người có thể sánh bằng trong sử sách. Hai tay bà lão tử mở ra, nếp nhăn khô quắt như vỏ cây giãn ra, trong mắt hãm sâu lộ ra vẻ hưng phấn tùy ý. Nhưng mà, man vương lại không kích động như vậy gã chỉ là im lặng mà sách lên hoàng kim man vương phủ nhắm mắt thật lâu mới lộ ra một tia cười phức tạp nhẹ giọng nói ta nên đi gã đứng lên đi xa lại ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thét dài tựa như sấm sét tiếng thét dài thê lương tựa như lăng vương cô độc phục giang đạo trong hẻm núi phụ cận quỷ ngục đám thụ mẫu mẫu còn đang vây quanh cha cha có muốn học thiên hồn đại trận không lão đầu kia nói pháp môn này là đại trận chỉ có trong thần thoại sau khi sáng tạo ra cũng chỉ có dùng qua một lần đó vẫn là lúc một cặp sinh ba đồng thời trở thành thiên hồn lão đầu nói thiên hồn đại trận này tồn tại là vì con những người khác đều không được thiên hồn đại trận chờ vô số năm rốt cục cũng đợi được chủ nhân của nó đó chính là con buồn cười quá ha 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 không cần lý nguyên nói chính thụ mẫu mẫu đã bị chọc cười nói một cách đơn giản chính là lời nói của lão già này rất hấp dẫn nhưng nàng vẫn không tin đối với cuộc sống hiện tại nàng đã rất thỏa mãn rồi trở nên mạnh mẽ gì đó hoàn toàn không cần thiết lý nguyên nhìn áo bông nhỏ cũng không nhịn được nở nụ cười sau đó suy nghĩ một chút nói vậy thì trước tiên trèo lão lên nói cho lão biết không học được rồi tiểu thánh vui vẻ nói sau đó một hồi lại nói lão đầu lại đang khuyên con nói đây là cơ hội cực kỳ khó có từ cổ xưa tới nay a à. lão nói nếu con không luyện nhất định sẽ hối hận con trả lại cho lão ta một chữ cha người đoán chữ gì lý nguyên nói ồ tiểu thánh cười khúc khích lý nguyên cũng bật cười nói là cha dạy hư con sao tiểu thánh thu lại nụ cười nghiêm mặt nói không có cha là người bạn tốt trên con đường trưởng thành của con cha làm con hiểu rất nhiều đạo lý cũng biết cách đối phó với người xấu nếu như lão già kia thật sự đối xử tốt với con con cũng sẽ không đối xử với lão như vậy nhưng mà trong mỗi một câu nói của lão đều cất giấu chữ lợi dụng và lừa gạt con làm sao tin được lý nguyên gật đầu nói phải vĩnh viễn mang một trái tim lương thiện nhưng cũng vĩnh viễn không được buông vũ khí đáng sợ trong tay lương thiện là phẩm chất tốt nhất của con người nhưng nếu như ngươi không có vũ khí trong tay thiện lương sẽ biến thành ngu xuẩn đám thụ mẫu mẫu như có suy nghĩ gật đầu ghi sổ nhỏ lý nguyên tới đây vốn cũng là muốn xem tình huống của vương nữ sở vương hiện tại cũng chỉ là tranh quyền đoạt thế trong nhà sở vương hắn cũng không có ý định tìm hiểu thêm hắn đứng lên cành cây phủi phủi xiêm y cho hắn đi à cha ừm con còn rất thích lục nương khi nàng tới một mình con vụng trộm cầu phúc cho cha hơn nữa lúc nhìn thấy con còn đặc biệt thành kính luôn miệng nói thần nha phù hộ tướng công nhà ta Phù hộ tướng công nhà ta sớm ngày cầm đao lại một lần nữa, tìm được con đường thuộc về người đó. Đấm thụ mũ mỗ nói xong lại như bị điểm huyệt cười, khanh khách cười rộ lên, cười không ngừng. Quả đen tiểu thánh trên vai Lý Nguyên cũng đang cười. Lý Nguyên cũng cười theo, chỉ biết khi Dễ Lục nương của con, nàng cũng không biết quan hệ của chúng ta, mà ta cũng không có ý định nói cho nàng biết. Tại sao vậy? Tiểu Thánh hỏi. Lý Nguyên nói, bởi vì nàng khác với những người mẹ khác của con. A, à, ngoại trừ đại nương, nhị nương của con ra, cha cùng mấy vị khác thậm chí là giao di của con liên hệ đều là bắt đầu từ lợi ích cho nên cha có thể cùng các nàng thẳng thắn rất nhiều chuyện các nàng cũng có thể tiếp nhận nhưng lục nương của con thì khác nàng lý nguyên đột nhiên nghẹn lời không biết nên nói như thế nào nụ cười của hắn cũng thu liễm lại bởi vì hắn đột nhiên phát hiện đây căn bản không phải chuyện buồn cười tạ du thích không phải vì hắn có cái gì mà vì vô cùng đơn giản hắn là ai đây là tình yêu đúng không thật sự là gặp quỷ rồi lý nguyên càng ở chung với tạ du lại càng rõ ràng điểm này, cho nên giờ khắc này bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn liền không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiểu Thánh cũng không hỏi tiếp, chỉ nói, "Biết rồi, cha, con sẽ không nói cho lục nương." Lý Nguyên gật gật đầu, sau đó đứng dậy, lại nói, "Đợi không khác biệt lắm, lão đầu kia vẫn muốn dạy con thiên hồn đại trận, vậy liền học đi, học trước rồi nói sau." Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Khi bước đi, hắn bắt đầu suy tư về lực lượng của bản thân. Nguyên huyết hoàn toàn mới nằm trong nhân thể, điều này không còn nghi ngờ gì nữa tất cả nơi có máu đều trở nên nặng nề giống như trái tim có thể nhảy kịch liệt bất cứ lúc nào rất nhiều lực lượng này đan sen vào nhau hình thành vực vực lực lý nguyên khẽ giơ hai tay lên bụi tuyết dọc đường cuồn cuộn trôi nổi hay đứng im đều theo ý chí của hắn mà với một cái vẫy tay hắn đã đi rất xa lý nguyên như có điều suy nghĩ cho nên hệ thống tu luyện của nhân hồn thật ra trọng điểm cũng không phải là nguyên huyết mà là lục chủng nói trắng ra cũng không phải là sức mạnh mà là niềm tin chỉ cần có niềm tin đủ mạnh mẽ lại quán triệt niềm tin này, cộng với âm dương chi lực dồi dào, liền có thể từ đó thay đổi bản thân, từ đó bước vào cảnh giới mạnh mẽ hơn. Nhưng tất cả mọi người trên lục địa này ngay từ đầu đã tu luyện pháp môn của người khác, giác ngộ niệm tin của người khác, từ đó càng thêm đánh mất phương hướng, tín niệm chỉ đạo, nhìn như rất nhiều ý niệm giống nhau, nhưng kỳ thật, chỉ khác một ly đi sai ngàn dặm, ngay cả cùng một loại niềm tin tuyệt đối không giống nhau. Vì lẽ đó, bọn họ càng lún càng sâu, càng khó thay đổi hơn. Mà ta lại hoàn toàn ngược lại, ta cung cấp pháp môn, thu hoạch niềm tin của người khác, cuối cùng lại bởi vì thực tiễn cùng quán triệt, những niềm tin đó thống nhất niềm tin của ta. Sau đó, những tín niệm này liền cải tạo thân thể ta, khiến cho nguyên huyết trong cơ thể ta một lần nữa bắt đầu vận chuyển theo quy luật. Nguyên huyết có thể tan, niềm tin còn mãi, đây mới là nhân hồn chi đạo. Niềm tin mới là thứ quý giá nhất của một cường giả nhân loại. Tự cường không ngừng, nhân định thắng thiên, những lời này đặt ở dị giới này, lại là chân lý tu luyện của nhân hồn. Sau khi Lý Nguyên nhận ra điều này, đáy lòng sinh ra cảm khái. Thiên hồn tiên thể của hắn cường đại, địa hồn quỷ thể chỉ có một đôi tay mà nhân thể, tựa hồ cũng được tu luyện lại, nhưng còn chưa đủ, hắn muốn một lần nữa khống chế liễm lực, hắn muốn đem sức mạnh cuồng bạo vô biên kia một lần nữa thu lại. Lý Nguyên nhìn lướt qua trạng thái của bản thân, họ tên, Lý Nguyên, thêm điểm, 9593, cảnh giới, tứ phẩm. Lúc bước vào tứ phẩm, hắn đã đẩy lực lượng bản thân tới viên mãn, vực lực khống chế của hắn cũng đã đạt đến phạm vi khoảng một dặm nhưng hắn vẫn chưa khống chế được hỏa diễm mà thiên hồn đánh ra ngày hôm sau phường ngân khê nhà cũ bên dòng suối ai sao hôm nay chàng không ra ngoài tu luyện ai sao chàng còn vo gạo nữa hả chàng còn muốn thái rau bành một tiếng nổ lớn cái thớt đập nát nhưng tấm thớt gỗ vỡ nát này mới bay ra được vài thước sau đó lại bị một luồng sức mạnh cường đại kéo về một lần nữa ghép lại thành tấm thớt gỗ tan nát người đàn ông mặt không cảm xúc cầm một con dao phay đang cắt thịt lợn mới mua sáng nay. Nhưng vừa rồi, thịt heo cũng nổ tung, người đàn ông nhìn tay mình, lại cười khổ, nương tử, hôm nay ăn thịt băm gì đó đi. Tiểu Du Nhi mắt như trăng non, trông má cười nhìn hắn, nói, được, thầy Lý Nguyên nhìn về phía nàng, Tiểu Du Nhi nhìn lại. Trong mắt nàng, nam nhân nhà mình càng ngày càng đẹp trai. Trước đây áo trắng tinh không tì vết trong mắt nàng thật là ấu trĩ. Áo xám bây giờ tuy là màu xám, nhưng cũng không dính một hạt bụi, sạch sẽ, khéo léo. Mà khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông cũng đã mất đi mùi sữa ban đầu nhưng lại càng khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Dường như thời gian đã khắc sâu khí thế không còn phô trương trên mi tâm của hắn nữa, nhưng càng lúc càng phong độ, làm cho người ta như tắm gió xuân. Nàng chăm xem ngàn xem vạn xem cũng không chán. Thế nhưng, nàng nhìn dung mạo này, kỳ thật cũng không phải là Lý Nguyên chân chính, mà là Tây Môn Cô Thành, một người Lý Nguyên dùng nhân gian biến tạo ra. Về phần khí độ thì không thể xác định, mà bởi vì Lý Nguyên tự thân thay đổi mới phóng chiếu đến tây môn cô thành trên người thay đổi thiếp đi rửa rau đây tiểu du đứng dậy lại nhớ tới cái gì mà xoay người hỏi ăn thịt băm xào cái gì đậu hũ được không lý nguyên nói cắt đậu hũ ta rất giỏi hắn nhớ tới tình cảnh thái rau trong phòng bếp một chấn nhỏ nào đó ở vân sơn đạo khi đó hắn cắt từng miếng đều mỏng như cánh ve tiểu du nhi nói vậy thiếp đưa cho chàng chỉ chốc lát sau nàng cố ý chọn một khối đậu hủ ra tới loại đậu phụ già như vậy chỉ cần người dùng dao nhẹ nhàng cắt một cái đậu hũ có thể được cắt bình thường nàng không muốn để cho tướng công nản lòng cho nên cố ý chọn cái độ khó thấp này lý nguyên liếc mắt nhìn dao phay trong tay ào ào xoay một vòng sau đó nắm chặt năm ngón tay trong ánh mắt nghiêm túc tập trung chậm rãi cắt xuống tiểu du nhi rất thích nhìn hắn làm việc nghiêm túc như vậy nhưng trong nháy mắt con dao cắt vào đậu hũ đậu hũ kịch liệt run rẩy dao hạ thêm một tấc nữa đậu hũ run rẩy không thể tưởng tượng nổi dao lại hạ xuống một tấc đậu hũ giống như bọc lấy núi lửa sắp bộc phát mặt ngoài đã bắt đầu bốc lên khói trắng lý nguyên thu dao há miệng thở dốc nhìn miếng đậu hũ như nhìn quái vật sau đó lại cầm dao lần nữa chậm rãi cắt ra giữa trưa hai vợ chồng ăn đậu hũ thịt băm du nhi cắn một miếng đôi mắt sáng ngời ghen oa đậu phụ nhuyễn quá giống như nước vậy lý nguyên hơi buồn bực nhưng suy nghĩ kỹ lại có vẻ tiến bộ hơn trước nhiều khi hắn lần đầu ngộ ra thiên hồn dưới một dao đó toàn bộ miếng đậu hũ sẽ nổ tung mà bây giờ hắn cảm thấy còn có rất nhiều không gian tiến bộ nếu đã có không gian thì tiếp tục bắt đầu từ ngày hôm đó bạch y đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa lắc mình biến hóa thành một người chồng nội trợ hắn xào rau nấu cơm rửa nồi rửa bát giặt quần áo thường ngày hắn không giờ khác nào không suy nghĩ suy đoán về pháp môn mỗi một lần vận lực hắn đều thử vận chuyển lực lượng thiên hồn tới đầu ngón tay sau đó lại dùng vực lực bản thân thu liễm lại mà kết quả chính là Mấy trăm cái thớt gỗ trong nhà bị vỡ vụn, mấy chục cái cái nồi bùng nổ. Quần áo của Tiểu Du Nhi bị xé rách hơn 10 bộ. Thức ăn hàng ngày của hai người cũng biến thành cháo rau củ, nguyên liệu nấu ăn phần lớn lấy bọt làm chủ, cái gì mà thịt băm, bọt gạo, bọt rau. Vì thế, cuối cùng Tiểu Du Nhi cũng thích ra ngoài ăn cơm, chỉ cần có cơ hội liền lôi kéo Lý Nguyên chạy ra ngoài, bởi vì ở lâu rồi, bọn họ cũng tìm được cơ hội xếp hàng đi đến Tử lâu hành vu. Một ngày nọ, sau lan can, Tiểu Du Nhi thoải mái ăn mỹ thực của Tử lâu khi nhìn thấy lý nguyên nhìn chằm chằm vào hai tay mình nàng lại cười hì hì gắp thức ăn cho lý nguyên nói tướng công mau ăn đi thật vất vả mới có chỗ ngồi chàng nhìn đi phía dưới còn rất nhiều người đang xếp hàng kìa lý nguyên lấy lại tinh thần gật gật đầu tiểu du nhi lại đột nhiên nhớ tới cái gì vội vàng kêu lên tiểu nhị tiểu nhị chúng ta muốn rượu xuân mộng tiểu nhị bên cạnh chạy tới cười khổ nói xin lỗi khách quan hôm nay rượu xuân mộng đều đã hết tiểu du nhi nói vậy rượu xuân thiên đâu tiểu nhị bất đắc dĩ nói mở cửa chưa tới hai canh giờ đã không còn tiểu du nhi hỏi xuân thủy đâu tiểu nhị nói chỉ cung cấp một bình thôi tiểu du nhi buồn bực nói các ngươi không thể ủ nhiều một chút sao tiểu nhị nói đã ủ rất nhiều hai vị có muốn không tiểu du nhi nói một bình xuân thủy kia đi tiểu nhị dạ một tiếng rồi chạy đi tiểu du nhi tức giận nói cái gì còn tưởng rằng vào tiệm có thể uống được rượu xuân mộng chứ trước kia ở trong hầm nhà ta nhưng còn giấu vài vò nữa nàng nói xong lời này trên bàn bên cạnh liền truyền đến tiếng chê cười. Tiểu Du Nhi tức giận nhìn qua, thấy bàn bên cạnh là hai đôi tình lữ đang ăn cơm, chê cười chính là do một thiếu niên phát ra, khoác lác đi, lại còn mấy vỏ, ta nói cho ngươi biết, Sở Vương cũng chỉ lấy được năm vỏ mang đi. Thiếu niên kia cười đến không thở nổi, đồng bạn phía sau hắn cũng chê cười theo, bộ dáng như đang xem thẳng hề. Tiểu Du Nhi tức giận nghiến răng nghiến lợi, Lý Nguyên phất tay ngăn cản nói, uống ít rượu đi, cũng rất được. Ừ. Tiểu Du Nhi liếc Lý Nguyên một cái, trong lòng thầm nghĩ, Sao nam nhân nhà mình lại như vậy a, à? nương tử đều bị người chê cười, hắn rõ ràng còn ngăn cản, còn nói cái gì uống ít rượu đi, thật sự là, một bên khác, thiếu niên chê cười lúc trước lại phô trương hô, tiểu nhị, rượu xuân thiên của chúng ta đã ấm chưa, tiểu Du Nhi càng tức giận hơn. Bất quá, chỉ qua chốc lát, cơn giận của nàng liền tiêu tan hơn phân nửa, vì thế không hề để ý tới bàn bên cạnh, mà vừa ăn thức ăn, vừa uống rượu xuân thủy, vừa nhẹ giọng nói, tướng công, tướng công, làm sao vậy, thiếp đã hỏi thăm rồi sở dĩ tử lâu này nổi tiếng như vậy là có nguyên nhân tiểu du nhi ghé sát đầu vào giọng nói càng ngày càng nhỏ chàng có biết quán rượu này đã từng là của ai không lý nguyên tiểu du nhi nói nghe nói diêm quân nương nương khi còn là phàm nhân nàng có một vị tướng công tử lâu này chính là tướng công của nàng mà bây giờ tử lâu này mở rộng phía sau còn có rất nhiều thương hội nhưng bất luận kiếm được bao nhiêu tiền phần lớn số tiền kia cũng sẽ dùng đến trên người bách tính cho nên tất cả mọi người đều thích nơi này cũng đều tôn trọng tòa tử lâu này. Chàng nhìn xem, trong mắt mỗi một tiểu nhị tử lâu này đều có niềm tự hào. Lý Nguyên gật gật đầu, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Tiểu Du Nhi lại thừa nước đục thả câu nói, "Chàng có biết tướng công nàng ta là ai không? Thiếp nói cho chàng biết, hắn ta rất lợi hại, cuộc đời có thể nói là truyền kỳ trong truyền kỳ." Lý Nguyên, hắn nhìn Tiểu Du Nhi còn muốn nói nữa, cầm lên một chiếc đũa, gắp một miếng cá nhét vào trong miệng mình, sau đó vung đũa như tia chớp, cánh tay hóa thành tàn ảnh tiểu du chớp chớp mắt nói ai ai chàng ăn chậm một chút để lại cho thiếp a à. nàng nhớ tới nhị tỷ của mình ở trong thâm cung người phụ nữ quyền khuyên thiên hạ cuộc sống thật sự vui vẻ sao nàng có thể giống như chính mình bây giờ hay không không kiêng nể gì như vậy không để ý tác phong đi tranh đồ ăn với người trong lòng ăn xong còn nghĩ có muốn đi chợ đêm dạo cái gì không tiểu du nhi ta đi vệ sinh một chút lý nguyên bỗng đứng dậy a mau trở về tiểu du nhi đáp lời một lát sau lý nguyên trở về trong tay hắn mang theo hai vỏ rượu, sau đó nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh Tiểu Du Nhi, nói, nương tử, ta thấy nàng thích uống rượu xuân mộng, liền cố ý đi lấy hai vỏ. Xa xa, thiếu niên vừa mới chê cười vui mừng không thôi. Nhưng một khắc sau, Lý Nguyên vỗ nhẹ lớp bùn niêm phong, hương thơm rượu xuân mộng nồng đậm thấm vào lòng người tỏa ra. Loại hương thơm này chính là hương thơm đặc biệt của giấc mộng mùa xuân, tràn ngập khắp nơi, trong nháy mắt khiến cho thần sắc của những người đang chê cười đều trở nên cứng đờ, những người này đều chừng to mắt, há hốc mồm, miệng mở lớn đến mức có thể nhét xuống toàn bộ trứng ngỗng. Mà trong những người này cũng bao gồm cả Tiểu Du Nhi. Thật sự là Xuân Mộng, Tiểu Du Nhi lắp bắp hỏi. Lý Nguyên nói, may mắn gặp được một vị lão bằng hữu. Lão bằng hữu nói y giấu giếm được một ít Xuân Mộng, liền tặng hai vò, uống đi. Nói xong, hắn bắt đầu rót rượu. Mà trong tử lâu này không thiếu quyền quý, mấy người quyền quý lập tức như ong vỡ tổ chạy xuống. Người này tìm Trương Tam, người kia tìm Lý Tứ, người nào cũng hỏi dựa vào cái gì chúng ta không có. Nhưng mà, tất cả đáp án bọn họ nhận được đều là rượu là ông chủ mời nên muốn thì hãy tìm ông chủ đi nhưng ông chủ là ai mấy người quyền quý biết đó là phán quan ty bạch vô thường ai có thể tìm vị đại gia kia bạch vô thường chính là đại tướng dưới trướng diêm quân nương nương y muốn mời người uống hai vò rượu đó cũng là trường hợp đặc biệt mọi người bất đắc dĩ lùi lại tiểu du nhi vui vẻ uống rượu vui vẻ hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người bên ngoài rồi lặng lẽ hỏi tướng công chàng quen biết bạch vô thường sao lý nguyên gật đầu có một chút giao tình, vừa vặn đổi hai vò rượu. Tiểu Du Nhi lại nói, có khi nào sẽ lãng phí không? Lý Nguyên lắc đầu, dịu dàng nói, nàng vui vẻ là được rồi. Hai người đang nói chuyện, cầu thang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân đát đát, chỉ chốc lát sau, một người trung niên mặc cẩm y, hơi mập mạp khuôn mặt tươi cười chạy đến bàn Lý Nguyên, sau đó từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài chế tác tinh xảo đưa ra, tại hạ là tiết tiến bảo trưởng quỹ tử lâu hành vu. Đây là thẻ khách quý của quán, sau này chỉ cần giữ thẻ này, Liên có thể ra vào tử lâu bất cứ lúc nào, không cần xếp hàng bên ngoài. Nếu muốn uống rượu xuân mộng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có tiểu nhị chuyên môn mang tới cho ngài từ phường rượu. Thẻ này không chỉ nơi này có thể dùng được, mà là đi tất cả sản nghiệp của tử lâu hành vu bên ngoài, bao gồm trà lâu, tử lâu, tất cả đều có thể dùng. Lệnh bài này, tổng cộng chỉ có ba cái, du phu nhân ngài là cái thứ nhất, tạ du ngạc nhiên nhìn lệnh bài kia, trong lúc nhất thời cũng quên luôn nhận lệnh bài. Mà ánh mắt những người khách xung quanh gần như xanh biếc, Tiết Tiến Bảo cung kính hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Tạ Du giống như đang nằm mơ lấy đi lệnh bài, khẽ lật một cái, thế mà lại nhìn thấy ba chữ Du phu nhân được khắc bằng chữ cổ ở mặt sau lệnh bài. Lý Nguyên cười khổ nói, không ngờ rằng vị kia lại cho ta một nhân tình như vậy. Tiểu Du Nhi, nàng hãy nhận lấy đi. Tạ Du nhìn bốn phía, lại nhìn thấy thiếu niên thiếu nữ vừa mới chê cười nàng, bỗng nhiên giơ tay lên cua cua, khuôn mặt xinh đẹp dương lên, lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau một hồi lâu, Tạ Du tận hứng vừa vui vẻ rời đi. Trên lầu các, Tiết Tiến Bảo nhìn bóng người đã đi xa, lau mồ hôi hột trên trán, nhìn về phía người đàn ông cao gầy mặc áo trắng bên cạnh, nói khẽ, "Bạch gia, hắn, hắn là ai? Làm phiền ngài đặc biệt tới đây." Bạch Vô Thường thản nhiên nói, "Bằng hữu." Tiết Tiến Bảo gật gật đầu, nhưng gã vẫn biết Bạch gia công chính nghiêm minh, cho dù là bằng hữu cũng căn bản không có khả năng mở cửa sau. Gã chỉ có thể đem bộ dáng cặp đôi kia nhớ kỹ, sau đó ở trong lòng càng nâng lên cao hơn, mà không dám có chút buông lỏng nào. Một lát sau, Bạch Vô Thường rời đi, y đi ở trong bóng tối, đột nhiên một con quạ đáp xuống đầu tường bên cạnh hắn. Bạch Vô Thường dừng bước, cung kính nói, thần nha nương nương. Cái xưng hô này từ sau khi công chúa sở vương gọi qua liền lưu truyền ra ngoài, thậm chí có người suy đoán vị thần nha này chính là thiếu nữ nho nhã dưới bức tượng ngọc của Diêm Quân. Quạ đen cạc cạc nói, rượu đưa ra ngoài rồi, lệnh bài cũng cho hắn sao. Bạch Vô Thường nói, vâng, Như nương nương, người đàn ông kia rốt cuộc là ai? quả đen cười cạc cạc nói bằng hữu của ngươi giao tình vừa vặn đủ để đổi hai vò rượu và một lệnh bài bạch vô thường như có điều suy nghĩ trầm giọng nói ta hiểu rồi quả đen vỗ cánh bay đi trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi ngay lúc đó bạch vô thường cũng ẩn nấp trong bóng tối đêm đó tiểu du nhi đặc biệt vui vẻ chăm chỉ ban thưởng lý nguyên một phen vào ban đêm nàng như con mèo nhỏ dán lên người nam nhân lại không nhịn được nhớ tới nhị tỷ ở hoàng đô không biết vị thái hậu kia đang làm cái gì vậy mật báo mời thái hậu xem qua thống lĩnh ám vệ áo đen đưa lá thư tới cung nữ nhận lấy vòng qua bình phong vàng tối dày nặng đem lá thư chuyển cho nữ nhân phía sau nữ nhân tiếp nhận thư nhìn nhìn mỗi chữ trong thư đều ám chỉ nam man sắp xâm lược nhưng nam man này là từ đâu tới lại còn không có quá nhiều người biết được trong mắt tất cả người trung nguyên vân sơn đạo giống như hoang nam đạo là một địa phương chưa từng khai hóa nơi đó không có dụng thịt cũng không có bao nhiêu võ giả man tử man tử thì có thể thế nào nếu bọn họ muốn tới, liền cho bọn họ kiến thức một phen thủ đoạn của trung thổ quân trận và cường giả. Nhưng mà, trong mật thư Thái Hậu tiếp nhận còn có tin tức từ chính địa phương này truyền đến Vân Sơn đạo hiện giờ đã là ngụy quốc. Đó là thư ngụy vương cầu viện hai nước Hàn và Sở. Trong thư chỉ nói một điều, 32 năm trước, băng man xâm lấn, nhân số không nhiều, nhưng người người lại là lục phẩm. Chỉ tiếc băng man chưa ra khỏi kiếm sơn, thậm chí lần xâm lược trước cũng chỉ ở phía tây kiếm sơn, mà không phải phía đông chỗ của tiết độ sứ. Ngụy vương cũng không biết tình huống hiện giờ của nam an là như thế nào bởi vì phía tây kiếm sơn đã hoàn toàn nằm trong khống chế của đường môn đi xuống trước đi thái hậu nhận thư không ra chỉ thị chỉ là móng tay sắc bén của nàng hơi vểnh lên con ngươi thâm trầm không biết đang suy tư cái gì thời gian nhoáng một cái đã đến cuối tháng năm hoa tàn hết lá xum xuê lý nguyên đang ở trong phòng tiếp tục cắt miếng đậu phụ đột nhiên cắt xuống tận đáy mà không làm thớt bị vỡ trong hơn nửa năm nỗ lực không ngừng hắn đột nhiên thành công một lần lực lượng cuồng bạo kia bị nén trong dao theo cổ tay hắn nhẹ nhàng run lên liền không hề do dự mà cắt xuống một miếng cắt mỏng trơn bóng sáng ngời trong mắt lý nguyên cùng thời khắc đó trong mắt lý nguyên cũng xuất hiện tin tức mới thanh kỹ năng tuy lý nguyên đã là thiên hồn tam phẩm nhưng giờ khác này cũng không nhịn được mà trở lên kích động hắn không chút do dự trực tiếp nhập vào 15.499 điểm số điểm còn dư từ 92.793 trở thành 77.284 mà kỹ năng nhân hồn tứ phẩm cũng trong nháy mắt đạt đến cấp độ viên mãn rất nhiều ký ức hiện lên trong đầu lý nguyên đó là hắn khắc khổ tu luyện thất bại một lần lại một lần rồi gia tăng củng cố lại thông qua vô số lần thực chiến kinh tâm động phách lúc này mới từng bước một dựa vào mồ hôi cùng vất vả cần cù dựa vào thiên phú cùng lĩnh ngộ làm đến nơi đến chốn mới đi tới cấp cao hơn sau đó hắn bế quan giác ngộ sau đó là dị nhân quen thuộc chỉ điểm dị nhân khuôn mặt mơ hồ kia chỉ cho hắn xem con đường tiếp theo của lực lượng này để cho hắn rột phá mà không hề gặp trở ngại từ đó đạt tới viên mãn. Lực lượng trong thiên hồn của hắn dưới sự điều trị của tổ lục, cùng với sự thuần thục của bản thân, bị gắt gao thu liễm mà lên, tràn ngập trật tự ở một chỗ chống cuốn quanh lưu chuyển. Lực chấn động biến thành lực xoáy xoay tròn, hư lưu chi địa căn bản không giới hạn trong đao, mà là bất kỳ nơi nào trong lĩnh vực quanh thân hắn. Vừa đúng giống như đao khí hắn ngưng tụ ra lúc trước. Chỉ có điều, đao khí, sao có thể đánh đồng với cái này chứ? Một lúc sau, Lý Nguyên mở mắt ra, hắn đã hoàn thành tiêu hóa hai tay hắn cầm đao đao là phàm đao chỉ bất quá bởi vì hắn cầm đao phàm đao cũng đã thành vũ khí đỉnh cấp lý nguyên hơi cảm giác lại cầm ra cửu đạo tuần lệnh lâm thời nghĩ tới thâm sơn rừng già tiếp đó vung đao tĩnh hải long tức vô hình đao khí cửu cửu quy nhất tất cả đều không thể dùng được lý do rất đơn giản những lực lượng này đều được xây dựng trên chấn động mà chấn động lại là tổ lục hỗn loạn cấu thành tổ lục của lý nguyên hiện tại cũng không hỗn loạn ngược lại còn tràn đầy trật tự cho nên những sức mạnh này tạm thời mất đi chỉ có điều lực lượng tứ phẩm mới này mà hiện giờ lý nguyên triệt để khống chế thì đã nâng cao thêm một tầng lấy một loại phương thức mà hắn chưa từng nghĩ tới mà tồn tại hắn đứng yên không nhúc nhích quanh thân đột ngột hiện ra tấm lụa màu đỏ sẫm đó là khô hỏa bị thu liễm hóa thành lửa đỏ mà ở quanh thân hắn hình thành một loại lực lượng hắn bước đi lụa đỏ liền đằng đằng bay múa lượn lờ mà chuyển xoay quanh càng nhanh bàn tay hắn giơ lên lụa đỏ vèo một cái vọt ra ngoài màu đỏ loè loẹt hào quang chói mắt chất chứa uy lực cực lớn nhưng lại như có sinh mệnh giãn ra thu lại tất cả tùy tâm như ý giãn thì như tường đỏ sóng lớn thu liền như trường xài đại mãng đây chính là kỳ tích mà hỏa lực mạnh mẽ và trật tự của vạn tám ngàn tổ lục cùng nhau hình thành lý nguyên nhìn giải lụa đỏ bay theo ý muốn của hắn giữa không trung chờ giơ tay quanh thân xuất hiện từng quả cầu lửa đỏ thấm lực lượng lửa bạo liệt tổ lục tràn ngập trật tự dưới lực lượng thu lại hóa thành cảnh tượng như vậy nếu nhìn kỹ sẽ thấy lửa đang xoay tròn, quả cầu lửa chớp mắt bắn ra, hướng về phía giải lụa đỏ. Nhưng lụa đỏ lại theo tâm hắn suy nghĩ, đột nhiên giãn ra, hóa thành một mặt tường đỏ. Quả cầu lửa vào tường đỏ như nước lũ, ngay cả bọt nước cũng không tung lên một chút. Lý Nguyên tiếp tục suy nghĩ. Hồi lâu, dưới chân hắn đột nhiên xì một tiếng, cư nhiên vẽ ra một đoàn viên cầu đỏ thấm. Trên viên cầu, hỏa diễm cuồn cuộn, như có thực chất, nhưng kỳ thật chỉ là dương khí ngưng tụ. Hỏa cầu đỏ thẫm này bởi vì liên kết cùng thân thể của hắn, cho nên nhìn như là đang thiêu đốt dưới chân hắn, kỳ thực chỉ là một loại lực lượng phóng ra ngoài bị thu liễm cùng trật tự khống chế nhanh chóng xoay tròn. Hắn chân đạp hỏa cầu, tâm niệm vừa động, hỏa cầu xì một tiếng bay ra, nội diễm xoay tròn, mang theo hắn dây lát liền đến ngoài mấy dặm, tốc độ cực nhanh làm người ta liều lưỡi. Lý Nguyên đi tới đi lui vài vòng, chỉ cảm thấy vô cùng thuận tiện. Hắn thân quấn lụa đỏ, chân đạp hỏa cầu, đứng giữa không trung. Hình tượng này khiến hắn cảm thấy hơi quen thuộc. Kết quả là, Lý Nguyên đi tới trước một con suối, Nhìn xuống dưới, hắn bỗng nhiên hiểu được cảm giác quen thuộc này ở đâu ra. Phương pháp này tên Hỗn Thiên Lăng là được rồi. Về phần vì sao lại là Hỗn Thiên Lăng, đại khái là bởi vì hỏa cầu thoáng như phong hỏa luân so với Hỗn Thiên Lăng càng ngưng tụ tốt hơn, mà Hỗn Thiên Lăng thì phức tạp hơn phong hỏa luân. Lý Nguyên Thao túng Hỗn Thiên Lăng, vuốt vuốt phong hỏa luân dưới chân, một lúc lâu sau, hắn mới dừng lại, lại bắt đầu thử sử dụng đao, bởi vì tổ lục của hắn tràn ngập lực lượng trật tự, lúc trước loại chấn động hỗn loạn kia đã biến thành từng đợt xoay tròn rất nhanh hắn không cách nào chém ra đao khí nhưng tốc độ xuất đao lại nhanh hơn rất nhiều đó là do suy nghĩ thông suốt mang tới lúc trước hắn chỉ chăm chú tu hành liễm lực nhưng không cố ý tu hành đao tốc bây giờ nếu như đã thu liễm lực lượng ổn định vậy thì cũng là thời điểm thử một chút lợi dụng lực xoay tròn tăng lên xuất đao tốc độ vung đao nhìn xem có thể hình thành kỹ năng gì hay không đêm đó lý nguyên liền rút đao trong sân nhà cũ tốc độ rút đao của hắn cực nhanh mỗi một cái đều xoay tròn ánh trăng chói mắt giống như rất nhiều cánh hoa màu vàng đồng thời nở rộ tiểu du nhi ngay từ đầu nhìn thấy thật là lợi hại nhưng nhìn lâu cũng cảm thấy buồn tẻ liền ngáp một cái trở về phòng chỉ là đến nửa đêm thấy nam nhân nhà mình còn chưa trở về lúc này mới tiến đến trước cửa sổ giống như mèo con kêu gọi tướng công một lát sau trong phòng truyền đến thanh âm xấu hổ đợi đến khi gió êm sóng lặng tiểu du nhi dịu dàng nói tướng công bí dược như thế nào vô dụng rồi chúng ta đến cùng có thể sinh con hay không lý nguyên cẩn thận suy nghĩ nếu như bí dược kia là nhằm vào võ giả tứ phẩm vậy thì thân thể hiện tại của hắn cũng là đàng hoàng võ giả tứ phẩm theo lý thuyết là có ích thế là hắn nhẹ nhàng nói ngày mai ta uống liều lượng gấp đôi sau đó thử xem sao tiểu du nhi suy nghĩ một chút rồi nói nếu không tướng công chịu đựng vài ngày trước đến lúc đó nàng càng nói càng thấp lý nguyên cười nói đều nghe lời nàng hết chém 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 trong nhà cũ cây hạnh hoa rụng từng quả hồng hạnh nhỏ còn chưa chín nhưng lá xanh đầy cây kia lại tung lên theo tiếng quát khẽ nam tử áo xám xuất đao mỗi một đao đều cuộn lên một trận gió lốc trong đình viện kéo theo bụi vàng bay tán loạn lá cây ảo ảo rung động nhưng gió xoáy càng lớn người đàn ông lại càng bất mãn hắn nhíu chặt mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì dưới cây chính là chỗ dư mạch của dụng thịt tam phẩm huyết khí dồi dào nhất chính là thánh địa tu luyện tiểu du nhi nhìn thấy nam nhân nhà mình xuất đao như vậy thật sự có chút nhỉ không rõ theo nàng tốc độ đao của nam nhân nhà mình đã đủ nhanh nếu chém nàng nàng căn bản chưa kịp phản ứng đã bị chém ngang lưng hơn nữa mỗi một đao chỉ thoáng vung tay liền sẽ mang đến gió xoáy điều này nói rõ lực lượng rất lớn như vậy vẫn còn khổ não cái gì mãi đến khi lý nguyên dừng lại tạ du mới hỏi sao vẫn mặt mày ủ rũ vậy lý nguyên nói lực lượng không thu liễm thu liễm tạ du suy nghĩ một chút nói trước kia ta thấy lão tổ nhà ta ra tay cũng không có thu liễm hay không thu liễm mỗi một lần đều thanh thế to lớn vừa nhìn liền biết là cấp độ lão tổ lý nguyên nói con người đều có đạo của mình sức mạnh của bọn họ có lẽ là phát huy như vậy nhưng ta lại nghĩ cách thu liễm bởi vì chỉ có thu lại mới có thể không để cho sức mạnh có chút tiêu tan và lãng phí mà trong quá trình này ta cũng có thể cảm ngộ được lực lượng cấp độ càng sâu hơn lý nguyên nói xong hắn liền muốn đem tĩnh hải đao ra biểu diễn cho tiểu du nhi xem nhưng nghĩ lại tĩnh hải đao hắn đã không còn biết tiểu du nhi đột nhiên nói chàng có thể dạy ta kiếm pháp được không kiếm pháp nhà ta luyện đến đại thành cũng là cực nhanh lý nguyên nói binh khí chi đạo có lẽ có tương thông nếu nàng muốn học cứ xem liền biết tất cả mọi thứ của ta đều ở trong đao của ta du nhi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn trong mắt cũng lóe lên ánh sáng nàng cầm kiếm đi tới bên cạnh lý nguyên nhìn thấy lý nguyên rút đao cũng bắt đầu rút kiếm phu thê đồng tâm vì tu luyện khô khan vô vị gia tăng lên mấy phần thú vị một tháng sau lý nguyên được như ý nguyện thấy được thanh kỹ năng thay đổi thanh kỹ năng hỗn thiên lăng đại nguyệt đao đại nguyệt đao lý nguyên nhìn về sáng luyện đao của mình đi qua vừa đúng như một phần trăng tròn trăng tròn rực rỡ đao cũng rực rỡ đao sáng chói tựa như trăng tròn cô đơn trên bầu trời vừa chói mắt vừa nguy hiểm thế nhưng mặc dù xuất đao đã cực kỳ trơn tru đại toàn chi lực mà lục lực sinh ra đã hòa quyện vào trong đao nhưng gió lốc mang đến cũng không giảm mà còn tăng nhưng nếu kỹ năng này có tên vậy nói rõ cũng từng có người tu luyện qua đao thuật này bất quá chuyện này rất bình thường bởi vì rút đao mà thôi, có thể luyện ra tự nhiên cũng cơ bản giống nhau. Như vậy, trải qua trọn vẹn một tháng cố gắng là thời điểm thu hoạch, thêm điểm. Lý Nguyên trực tiếp nhập 15.499 điểm trống, đem loại kỹ năng tứ phẩm này thêm đầy. Điểm số còn lại từ 77.494 điểm biến thành 61.995 điểm. Tiến độ tu luyện đại nguyệt đao trong thanh kỹ năng của Lý Nguyên cũng biến thành đại nguyệt đao, tứ phẩm, 8.000 trên 8.000. Cảm ngộ vô tận tuôn ra từ trong lòng Lý Nguyên lại tái tạo nhân thể xem như huyết nhục của hắn một ký ức đặc biệt tuôn ra như nước chảy róc rách hắn nhìn thấy trong ánh đèn nhỏ trong đêm tối có người sợ hãi hô to ma đao ma đao hắn lại nhìn thấy rất nhiều bóng người từ trên trời hạ xuống hắn nhìn thấy ánh đao trong tay mình đao quang như trăng tròn tiếp theo huyết quang bay tán loạn nơi đi đến chỉ có một đám bóng người đang ở trong bóng tối sợ hãi cầu xin tha thứ kêu rên nhưng hắn cũng không hài lòng luôn cảm thấy một đao này chỉ là nhìn như hoàn hảo nhưng không hề viên mãn hắn gây thủ khắp nơi trải qua trăm trận khát vọng tăng lên đao đạo của mình quả nhiên hắn tiến bộ đao của hắn càng ngày càng thêm hoàn hảo mà hắn cũng càng thêm thống khổ bởi vì hắn thủy chung không tìm được cơ hội tiến thêm một bước cuối cùng sau khi hắn dùng đao đánh bại một gã cường địch hắn thống khổ quỳ dạp xuống đất sau đó lại nổi điên đứng dậy băm thi thể của tên cường địch kia thành phấn vụn đồng thời trong miệng giống to vì sao lại yếu như vậy vì sao lại yếu như vậy vì sao hắn thắng nhưng không vui vẻ chút nào bởi vì mặc dù ý niệm trong đầu của hắn đã thông suốt, nhưng cảnh của hắn còn chưa bắt đầu. Hắn đang theo đuổi con đường Tam phẩm, hắn nhìn thấy con đường của Tam phẩm, nhưng lại không có cách nào sở tới. Ngày đó, hắn đánh bại cường địch, nhưng cũng lao vào hẻm rượu. Hắn ngày đêm mua say, ý niệm thông suốt bắt đầu tan vỡ, bắt đầu hỗn loạn. Đao đạo của hắn vậy mà không tiến mà lui, thanh đao hoàn hảo không còn viên mãn, mà kẻ thù lúc trước cũng lần lượt tới cửa gây sự với hắn. Hắn chạy trốn khắp nơi như chó nhà có tang sau đó lại bị người ta dùng bí pháp nào đó chặt đứt cánh tay phải, tạm thời không thể mọc lại. Hắn tay trái nắm đao, trong truy sát vô tận, một lần lại một lần máy móc mà múa đao. Hắn thuận tay phải, tay trái cầm dao, lại khó tròn đầy. Nhưng trong cuộc truy sát chắc chắn phải chết này, hắn lại vẫn còn sống. Hắn chật vật ngồi dưới một gốc cây hoa hạnh, ngửa đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời. Nhưng lúc này trăng sáng không phải trăng tròn, mà là trăng khuyết. Gió mát phất qua, chỉ trong nháy mắt, hắn đột nhiên hiểu rõ, bật cười lớn, tâm niệm lại lần nữa thông suốt người có bi hoan ly hợp trăng có khuyết âm tình trăng tròn trăng tàn mới là biến hóa của trăng bi thương vui thích mới là cuộc đời con người đã là cả đời cần gì phải trốn tránh đã có tròn khuyết hà tất không thấy ngày đó hắn giác ngộ lực lượng của hắn tiến thêm một bước ngoại trừ vung ra viên nguyệt chi đao đao của hắn còn trở nên biến hóa kỳ lạ khó tả có thể ở trong hoàn cảnh tốc độ cực độ cao mà chuyển hướng góc nhọn vô thanh vô tức có thể nói là khó lường đến cực hạn nhưng còn chưa đủ hắn luôn cảm thấy trên viên khuyết còn tồn tại lực lượng cảnh giới cao hơn hắn tìm kiếm bốn phía rốt cuộc ở trong một thung lũng đen tối gặp một dị nhân khuôn mặt mơ hồ dị nhân nói với hắn trăng sáng có tròn khuyết nhưng vô luận là viên mãn hay là không trọn vẹn trăng sáng kỳ thật đều không có thay đổi chỉ là người nhìn lên trăng sáng đang thay đổi nếu ngươi muốn truy cầu đao đạo cao hơn vậy thì đừng thay đổi hắn như có điều suy nghĩ nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể đạt tới cảnh hiện tại hắn không nghĩ tới trong lúc những cường giả tứ phẩm khác đang mở rộng cảnh hắn lại bắt đầu điên cuồng nén lĩnh vực sau khi nén lại đao của hắn trở nên vô thanh vô tức không chút gợn sóng lại tùy tâm biến đổi lực lượng cực nhanh một khi vượt qua liền giống như trong nháy mắt trải qua giai đoạn trăng tròn khuyết mà trước đó vô luận là chảm kích trăng tròn hay là góc nhọn chuyển ngoặt như tàn nguyệt kỳ thật cũng chỉ là biểu hiện mà hắn vô tình sử dụng rất nhiều ký ức hiện lên lý nguyên chậm rãi mở mắt lúc này tay phải của hắn đã khôi phục hắn cúi đầu nhìn đao trong tay đột nhiên nhìn về phía giai nhân dưới tàng cây hoa hạnh bên cạnh nói tiểu du nhi ta ra ngoài một chút đi đâu mà trễ thế này mấy ngày nay chàng chỉ lo luyện đao không sinh con à tiểu du nhi có chút tức giận lý nguyên nói đêm nay ta rất nhanh trở lại du nhi nói thiếp đi cùng chàng lý nguyên cười nói ta đi ra ngoài huyện trong huyện nhiều người chỗ nào luyện đao cũng không tốt du nhi biết rõ hắn có thể bay loạn khắp nơi liền nói vậy đi sớm đi thôi dứt lời nàng lại chạy tới nói bí dược đã uống từ lâu chàng đã sắp nửa tháng không có cùng ta 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 mua kiện áo lót xinh đẹp lý nguyên gật gật đầu cười nói nhất định sẽ về sớm sau đó hắn trở về phòng sau đó xuất hiện ở nơi nào đó trong rừng già không người của núi tiểu mặc hắn cầm đao xuất đao một đao này là đại nguyệt đao viên mãn vực lực tứ phẩm bộc phát trong nháy mắt ngưng tụ trên đao tiếng đao mang đến đều biến mất nhưng theo đó là bùn đất xung quanh cây khô cây cối hoa cỏ hết thảy lã chã bay loạn lên tựa như vì vực lực của hắn đột nhiên sụp đổ bị lực lượng đổ nát cường đại này hút vào đao của hắn oang một đao chém ra sơn vực quanh thân lý nguyên giống như bị quái vật gặm một miếng lớn mà bùn đất cây hoa cỏ bị hút đến lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ áp xúc thành chất liệu dày đặc bên ngoài đao cấu thành một thanh đao lớn hơn tựa như tinh hoàn trong quần tinh đao dài mấy mét dày đặc áp xúc nghiêng nghiêng chỉ xéo lý nguyên chăm chú nhìn thanh đao mới này đại nguyệt đao viên mãn chính là vực lực áp xúc đây là liễm lực cực hạn hắn âm thầm cảm thấy may mắn may là hắn không sử dụng một đao này trong nhà nếu không e là toàn bộ căn nhà cũ sẽ sụp đổ sau đó ép thành đao của hắn tuy nói vô thanh vô tức nhưng chỉ bởi vì vực lực áp xúc âm thanh cũng áp xúc lại rồi lực phá hoại quá lớn lý nguyên lắc đầu hắn không hài lòng bởi vì một đao này căn bản không phải loại đao thuật mà hắn mong đợi Hắn khoanh chân ngồi, trầm tư suy nghĩ, lúc này hắn đang nắm giữ hai loại lực lượng, Hỗn Thiên Lăng và Đại Nguyệt Đao. Đại Nguyệt Đao, vực lực đổ nát, Hỗn Thiên Lăng, thu liễm hỏa diễm, ngọn lửa chảy vòng quanh, thay đổi khó lường ở trong vực, khiến cho tất cả lực lượng đều tự động ở trong khu vực nào đó tuần hoàn vòng quanh, từ đó mới cấu thành lực lượng bề ngoài thoạt nhìn tựa như lụa đỏ. Đây là sử dụng hoàn mỹ đại toàn chi lực, mà Đại Nguyệt Đao lại sử dụng đại liễm chi lực một cách hoàn mỹ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không bao lâu sau, màn đêm buông xuống, ánh bình minh đã đến. Rất nhanh lại đến giữa trưa, một trận mưa to của đầu hạ đột nhiên rơi xuống. Nhưng người đàn ông Thủy Trung vẫn duy trì tư thế suy tư. Ánh mắt hắn tịch mịch nhưng lại cất giấu sức sống bừng bừng bởi vì hắn tự mình diễn hóa ở trong đầu càng ngày càng kịch liệt. Loại diễn hóa này có thể đạt tới là căn cứ vào hai loại kỹ năng tứ phẩm đại viên mãn. Đây căn bản không phải kỹ năng tứ phẩm bình thường mà là kỹ nghệ do hai loại lực lượng đặc thù khô hỏa cùng một vạn tám ngàn tổ lục mà sinh ra. Hiện giờ, hắn muốn dùng hai loại kỹ năng này để nâng cao một bước. Hắn đã tìm được thời cơ, đảo mắt, lại non nửa tháng trôi qua. Ngày hôm nay, mặt trời trói trang nhô lên cao, phủ xuống bóng cây. Lý Nguyên đột nhiên mở mắt, hắn rút đao, sau đó lại vung đao ra. Lúc này đây, đao của hắn bình thường không có gì lạ mà vung ra ngoài, không có âm thanh, không có hết thảy động tĩnh. Lý Nguyên nhịn không được cười ha ha. Thành công rồi, đã lâu lắm rồi hắn không hào hứng như vậy. Đại Liễm chi lực cùng đại toàn chi lực bị hắn dung hợp lại với nhau. Vực lực đổ nát mặc dù kinh khủng, nhưng nếu vực lực đổ nát xuống thì chỉ trong nháy mắt vực lực đã bị thu lại, sau đó chỉ phương pháp xoay tròn tuần hoàn quanh đao là có thể đạt được mục đích của nó. Lý Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hắn thu đao lại. Bước đầu tiên đã thành công, mà bước tiếp theo, cũng dung nhập khô hỏa vào trong đao này, đến khi vực lực cùng dương khí đã sụp đổ hoàn toàn bắt đầu dày đặc thì một đao này của hắn mới chính thức thành công. Đến lúc đó một đao kia có thể coi là tuyệt kỹ tứ phẩm của nhân hồn hắn đang nghĩ ngợi đột nhiên trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cúi đầu nhìn hắn phát hiện thanh đao thất phẩm lúc trước đã biến thành cỡ hạt vừng một đao hắn vừa mới chém ra kia tuy bình thường đối với bên ngoài không có gì lạ nhưng đao thất phẩm căn bản không cách nào thừa nhận mà bị áp xúc điên cuồng đến mức như thế lý nguyên còn muốn tiếp tục nghiên cứu nhưng đột nhiên hắn nhớ tới nửa tháng trước hắn giống như hứa hẹn nương tử sẽ về nhà sớm một chút nhưng bây giờ đã qua nửa tháng cái này Hắn lại nhìn lướt qua số liệu bản thân, số liệu không thay đổi, nhưng hắn đã mơ hồ cảm thấy nhân hồn lực của mình đã gần như ngang hàng với thiên hồn. Phải biết rằng thiên hồn của hắn đã là tam phẩm nhị cảnh, như nhân hồn lại mới tứ phẩm. Hay là về nhà trước đi, Lý Nguyên khó hiểu có chút chột dạ. Hu hu hu, hu hu hu, trong nhà cũ, mỹ phụ áo đỏ duỗi chân, tức giận đá lên đá xuống. Trong mắt nàng tràn ngập oán khí, cả người cũng sắp biến thành oán phụ, nàng tức giận bắt đầu thu dọn đồ đạc, nàng quyết định nếu như nam nhân kia không trở về nàng sẽ bỏ nhà trốn đi rõ ràng đều nói đêm 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 kết quả đều đã qua lâu như vậy lại không chỉ có ban đêm không trở về thậm chí ngay cả ban ngày cũng không trở về người vừa đi chính là biến mất vô tung vô ảnh tiểu du nhi a à, tiểu du nhi hắn căn bản không quan tâm cái nhà này cũng căn bản không quan tâm ngươi mỹ phụ áo đỏ thì thào sau đó sửa sang lại hành lý sách túi lớn nàng hít một hơi thật sâu quyết định rời đi nhưng đôi giày nhỏ của nàng mới bước ra khỏi ngưỡng cửa đã cảm thấy trong phòng phía sau đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Tạ Du quay đầu lại, thân ảnh kia chính là Lý Nguyên. Tạ Du không có gì để nói, cũng căn bản không muốn phản ứng với người đàn ông đang lao về phía này, chiếc giày nhỏ thứ hai liền bước ra ngoài ngưỡng cửa, sau đó cũng không nhìn Lý Nguyên, liền muốn đóng cửa. Mà đúng lúc này, phốc, Lý Nguyên đột nhiên phun ra một ngụm sương máu. Mỹ phụ áo đỏ rõ ràng hai chân đều tới ngoài cửa đột nhiên xoay người, nhanh chóng vọt tới bên cạnh hắn, đỡ hắn, lo lắng nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Lý Nguyên từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống, trong miệng mơ hồ không rõ nói, "Khuỷu tay." "Khuỷu tay gì?" "Ai, chàng đừng nói nữa." Thiếp đỡ chàng nằm trên giường trước, Tiểu Du Nhi sốt ruột đến chảy nước mắt, "Sao lại thế này? Sao lại như vậy?" Lý Nguyên nói, "Khuỷu tay nóng, nhập ma." "Hả?" Tiểu Du Nhi nói, "Chàng đừng nói chuyện, nằm nghỉ ngơi cho tốt." "Ừm." Lý Nguyên ngoan ngoãn đáp lời. Trên thực tế, hắn đâu phải tẩu hỏa nhập ma chỉ là nhìn thấy tạ du đã tức giận thành bộ dáng làm sao cũng dỗ không được lúc này hắn mới linh cơ khẽ động giả vờ tẩu hỏa nhập ma trải qua mấy ngày tạ du cẩn thận chiếu cố hắn rốt cục chậm rãi bình phục đêm đó hắn uống xuống gấp đôi liều lượng bí dược sau đó áp sát vào người mỹ phụ áo đỏ mỹ phụ dùng gối kê thắt lưng lại ôn nhu vươn hai tay từ phía sau ôm lấy hắn mở to đôi mắt nhỏ lóe sáng an tĩnh nhìn hắn mong chờ hắn đêm tĩnh mịch xôi trào hẳn lên sáng hôm sau tiểu du nhi còn cảm thấy thân thể có chút đau đớn nàng vừa muốn rời giường nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng xèo xèo nam nhân nhà mình bước vào trong tay bưng một cái bát xứ trong bát xứ là canh thịt thơm ngào ngạt thịt được thái rất mịn mỗi sợi đều mịn như sợi tóc tiểu du nhắm mắt há miệng nhẹ nhàng phát ra tiếng a lý nguyên đút cho nàng tiểu du ăn vài miếng cười nói mua ở đâu vậy lý nguyên cười nói ta thái chúc mừng nha tiểu du nhi hiểu ý hai bên bờ môi nhếch lên lý nguyên mỉm cười trong phòng ăn, một miếng sắt đen kịt không chui khó có thể miêu tả đang an tĩnh nằm trên mặt đất, miếng sắt kia chính là dao phay của Lý Nguyên. Mà để đúc con dao phay này, hắn đã tiêu hao mấy ngàn thanh đao từ kho vũ khí của thần miếu. Mấy ngàn đao bị lực lượng của hắn áp xúc, lúc này mới thành một con dao phay. Trong phòng ngủ, không biết có thể mang thai hay không. Tiểu Du Nhi có chút lo lắng, chúng ta đã kết hôn 20 năm rồi, nếu không sinh được, ta thật lo lắng vĩnh viễn không sinh con được. Không có con, vô luận là chàng hay là thiếp, đều sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui. Lý Nguyên không dám nhìn nàng, chỉ lên tiếng, đêm nay chúng ta tiếp tục, chỉ cần cố gắng thêm vài lần, nhất định có thể. Tiểu Du liếc hắn một cái, sẵn giọng tối hôm qua hung dữ như vậy, người ta đều là ngũ phẩm, lại còn bị chàng làm đau. Lý Nguyên nói, chẳng phải giường vẫn chưa sập à. Tiểu Du Nhi cười nói, biết rõ, vị đại đao khách như ngày khống chế lực lượng đã đến mức cao nhất, dù là chuyện vợ chồng cũng sẽ đem lực lượng chút xuống ta, mà không ảnh hưởng đến giường. Hai vợ chồng nhìn nhau cười, mà chuyện rời nhà trốn đi trước đó vài ngày đã sớm không ai nhắc tới. Tạ Du đột nhiên nói, "Thiếp có chút lo lắng nhị tỷ, bình thường tỷ ấy mỗi tháng đều sẽ lặng lẽ phái người gửi thư cho thiếp, nhưng lần này, tỷ ấy đã có 3 tháng không gửi thư cho thiếp, điều này nói rõ tỷ ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì." Đáng tiếc thiếp ở chỗ này, bên ngoài chuyện gì cũng không biết, nàng hơi cúi đầu, chỉ là yên tĩnh đủ để nàng hiện ra một loại u buồn khó hiểu, trong đôi mắt nàng ẩn chứa sự cô độc. Nàng yêu người đàn ông này, nguyện ý cùng hắn lưu lạc chân trời góc bể nhưng cuối cùng nàng lại còn nhớ nhung người thân lý nguyên nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực mấy ngày sau miếu diêm quần nương nương nam nhân áo xám an tĩnh đứng ở trên vách núi mấy con quạ đen bay lượn bên người hắn sau lưng lại là một gốc cây vừa mới leo lên núi ngồi xổm trên vách núi che đậy ánh mặt trời cho nam tử miếu đền xa xa lập tức truyền đến động tĩnh sở vương vương nữ thay áo bào trắng thành áo thủ vệ đang đi dạo ở trong thần miếu mà ngoài miếu lại là sáu chiếc liễn lớn đứng yên rèm che được vén lên, nam tử mặc cẩm y huyền bào đi ra, lưng áo theo hình giao long hoàng kim, quả thực vô cùng uy phong. Thụ mẫu mẫu nói, là sở vương, một con quạ đen lại nói, sở vương tới tìm hạng nhan, nhưng thủ vệ thần miếu không gặp người ngoài. Hạng nhan cũng không muốn gặp sở vương, nhưng sở vương lại nói cha con tình thâm, muốn gặp một lần. Như vậy à Lý Nguyên thuận miệng đáp, sau đó nói, lục nương của con có vẻ cô đơn, nếu con không có việc gì thì có thể ở bên cạnh nàng. Được rồi, quạ đen líu díu nói, con cũng thích lục nương lý nguyên cười gật đầu hôm nay hắn tới chính là việc này vì vậy liền chuẩn bị rời đi nhưng vừa quay người lại hắn đột nhiên dừng lại sau đó gọi lại đám quạ đen đang muốn bay đi nói quan hệ giữa sở vương và con gái y tốt làm sao quạ đen lắc đầu nói không có nha trong gương đồng của mẹ chiếu rõ ràng vương nữ kia là một người đáng thương ngày thường ở vương phủ chính là loại cô nương vẫn bị khi dễ bị nhục nhã nàng ta chưa từng làm một chuyện xấu cho nên mới không nổi điên khi gương đồng chiếu mẹ cũng mới đồng ý nhận nàng để nàng ta đi thần miếu một con quạ đen khác nói nhất định là hiện tại hạng nhan làm thủ vệ sở vương muốn thông qua con gái đến gần mẹ con thôi cho nên y mới năm lần bảy lượt đến đây năm lần bảy lượt đôi mắt lý nguyên đột nhiên chuyển động một loại gợn sóng âm u đột nhiên dập dờn dâng lên dù hiện tại trong mắt hắn lộ vẻ quang minh nhưng lại càng làm nổi bật cái loại lạnh lẽo khi sóng ngầm âm lưu bắt đầu khởi động hắn hoàn toàn dừng bước từ trên cao nhìn xuống khoanh tay đứng nhìn xuống xa xa trong mắt hắn sở vương đang từng bước mà lên nhưng sở vương không quan trọng điều quan trọng là con ngươi của hắn nháy mắt nhìn xuống dừng lại trên người sáu người đang khiêng liễn sau đó lại rơi vào trên người một người người kia đang tò mò đánh giá bốn phía thần miếu cũng không có bất kỳ dị thường nào vô luận là số liệu thất phẩm bên người đó hay là trong cơ thể âm dương nhị khí đều không có dị thường lý nguyên thu hồi tầm mắt ánh mắt âm tình bất định tiện đa lộ ra nụ cười thản nhiên nói quan tâm lục nương của con con biết rồi Cha, quạ nhỏ ngoan ngoãn trả lời. Hoàng cung hoàng hôn đang huyên náo, một tiếng cấp báo từ xa mà đến. Nhưng có chỗ huyên náo, liền có chỗ an tĩnh. Lúc này, trong điện long Ngâm, thiên tử chưa về, mà trong hai cung nữ trực điện phủ, có một người lại đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo vốn có của ả, à, mà tiến vào phòng ngủ, chờ to mò nhìn trái nhìn phải, đánh giá bốn phía. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của một cung nữ khác, nhanh chóng mở cơ quan, hoàn thành nhiệm vụ. Cung nữ vào phòng ngủ kia nhanh chóng hành động, chợt trong một mảnh tiếng vang ken két, sau vách tường xuất hiện một cái gác mở. Cung nữ kia nhanh chóng tiến vào, sau đó nhìn thấy đồ vật trên mặt bàn, đó là một con diều. Con diều đã rất cũ, mực trên đó cũng đã ảm đạm, chỉ là vẫn có thể nhìn ra rõ ràng bốn chữ to tự cường bất tức. Cung nữ cũng không có chơi diều, mà nhanh chóng móc từ trong ngực ra một cái bình sứ, hơi nghiêng, liền có chất lỏng chảy xuống. Chấm chất lỏng lên trên nét mực kia, rất nhanh bốn chữ tự cường bất tức bắt đầu chậm rãi biến mất. Làm xong hết thảy, cung nữ này rút lui rời đi, lại cẩn thận từng ly từng tí đóng ám các lại tiếp đó lấy ra một khối vải lụa nhẹ nhàng lau chùi xung quanh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi cung trong ngự thư phòng thiếu niên thiên tử an tĩnh ngồi bên cạnh thái hậu cùng nghe cấp báo tới như bông tuyết bay tán loạn thiên tử khuôn mặt xấu xí so sánh ra thái hậu hoàn toàn là tiên nữ người bình thường đều không thể tưởng tượng được mỹ diễm giai nhân như thái hậu làm sao có thể sinh ra loại người xấu xí như thiên tử nhưng thiên tử lại có chút tương tự với tiên hoàng nghĩ như vậy cũng chỉ có thể nói huyết mạch của hoàng thất vừa đặc thù lại vừa mạnh mẽ soạt 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 tấu chương lật qua lật lại thái hậu nhìn những tấu chương giống nhau lại giao cho thiếu niên thiên tử hai mắt nàng khẽ khép lại đầu ngón tay vàng tối hơi vểnh lên nội dung tấu chương rất đơn giản nam man đã xâm lấn hơn nữa lấy xu thế bẻ gãy nghiền nát trực tiếp nuốt toàn bộ ngụy quốc ngụy vương bỏ trốn chạy tới hàn quốc đã từng là miên châu đạo hôm nay mỗi quốc gia gửi thư yêu cầu chính là khi kẻ thù bên ngoài xâm lấn kết làm đồng minh chống lại kẻ thù bên ngoài. Những lá thư này chính là thư cầu viện, rất nhanh. Thiếu niên thiên tử cũng xem xong. Bệ hạ nghĩ sao? Thái hậu lạnh nhạt hỏi. Cơ hội nói, đã là Nam Man xâm lấn, tất nhiên phải cùng nhau chống đỡ. Thái hậu mỉm cười gật gật đầu, nói, Hoàng nhi, con tới nghĩ viết tấu trương trước điều động hai nhánh quân đội phi hùng, chấn tây xuôi nam. Những năm gần đây, Tạ Vi tự nhiên không nhàn rỗi, ngoại trừ nguyên bản hai nhánh hùng quân ở ngoài, còn rộng rãi triển khai bốn phương quân đội chấn tây, chấn bắc. An Đông, Bình Nam. Trong đó thì hai nhánh quân An Đông, Bình Nam là mạnh nhất. Bốn nhánh quân đội này, mỗi quân đều có sáu vạn người, đối ngoại thì nói là 10 vạn người. Cơ hội ngồi xuống, chậm rãi nghĩ chỉ, sau đó thấy sắc trời biến tối, liền cáo lui. Chỉ là sau khi y lui đi, Thái Hậu vẫn ngồi trong ngự thư phòng. Nàng đang đợi người. Rất nhanh, nàng đã chờ được người mà nàng muốn chờ. Đó là vị vạn phu trưởng của thiết kỵ Hãn Châu, là tâm phúc của đại tướng quân hiện giờ, Tạ Phong. Thái hậu từ trên bàn rút ra một phong thánh chỉ ném ra ngoài, sau đó lạnh lùng nói, ngoài sáng chống lại Nam Man, âm thầm nuốt yến triệu. Đại kế như vậy đều nhờ vào tướng quân, quân An Đông sẽ hành động cùng các ngươi, đến lúc đó lấy tốc độ tia chớp, cùng phá yến triệu. Vạn phu trưởng cung kính hành lễ, sau đó rời đi. Thái hậu thổi tắt nến, cả người đắm chìm trong bóng tối, đôi mắt phượng sâu kín nhìn chằm chằm bản đồ thế giới trên tường. Thiên hạ đại thế, duy khoái bất phá, cơ hội chỉ đến một lần đại ca cùng với an đông quân nàng tự tay thành lập sẽ không để cho nàng thất vọng ngày hôm sau sáng sớm bách quan vào chiều đợi đến trưa lại tất cả cùng lui đi mà đến hoàng hôn tạ vi đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu trương đột nhiên ở tiền sảnh truyền đến tiếng la chính nghĩa thần khẩn cầu thái hậu thu hồi mệnh lệnh nam man xâm lấn chính là lúc trung nguyên đại địa ta đồng tâm hiệp lực ngăn chặn man di ở bên ngoài mới là việc cấp bách lúc này thái hậu nhất quyết không thể xuất binh yến triệu như thế sẽ khiến lòng người trong thiên hạ rét Tạ Vi là lục phẩm, những thanh âm này tự nhiên nghe được rõ ràng, nàng sắc mặt nhất thời trắng bệch. Bang, nàng ném mạnh chén sứ trong tay ra, sau đó vỗ tay. Hai bóng cung nữ hạ xuống, Tạ Vi lạnh lùng nói, bảo gã câm miệng. Nhưng đúng lúc này, thanh âm kia đột nhiên thay đổi. Thần tự biết can gián như thế chính là tội chết, nhưng thần muốn vì muôn dân chăm họ thiên hạ xin tha mạng. Thái hậu, xin người thu hồi mệnh lệnh, giết man, giết man, giết man. Thanh âm kia giống to vài tiếng, sau đó đột nhiên ngừng lại chỉ chốc lát sau một vị cung nữ trở về nhẹ giọng nói thái hậu là binh bộ thị lang chu cảnh chi gã hết sức can ngăn thái hậu tức giận ngực phập phồng giận dữ mắng nghịch tặc. nghịch tặc nghịch tặc nghịch tặc gã đây là vì bá tánh thiên hạ sao sau đó ném ra một cái hổ phù nói đã lộ ra binh quý thần tốc kia ngươi nhanh đi lệnh hãn châu thiết kỵ đêm nay liền xuất binh đông phương trước khi yến triệu biết tin tức có thể nuốt bao nhiêu là bấy nhiêu vâng nương nương cung nữ lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi mà theo nàng ta rời khỏi điện an thần trong hẻm tối hoàng cung không ít ám vệ tuôn ra những ám vệ này mỗi một người đều cùng cung nữ này ăn mặc giống nhau sau đó nhanh chóng hướng các nơi mà đi tạ vi suy nghĩ một chút lại vỗ vỗ tay trong bóng tối phía sau nàng lại có một cung nữ đi ra những cái này đều là tâm phúc tinh nhuệ của nàng mỗi cái đều là ngũ phẩm tạ vi lại ném ra một khối lệnh bài nói điều hoàng thành vệ vào cung chặn tất cả tin tức lại khiến người ta nhanh chóng tra xét phủ đệ chu cảnh nhìn xem là ai ép gã làm như vậy một canh giờ sau bệ hạ ngài thấy không trên tường cao thái phó chắp tay phát ra tiếng thở dài mà thiếu niên thiên tử nắm chặt hai tay vẫn không dám tin nhìn bụi đất xa xa sẽ không mẫu hậu sẽ không như vậy y thì thảo đúng lúc này một bóng đỏ tay cầm đoàn đao đột nhiên từ trong không khí đi ra lộ ra thân hình đây rõ ràng là một tiểu quỷ buộc bím tóc tận trời hồng y diễm lệ khuôn mặt ngây thơ mà con ngươi lại lạnh đến cực hạn mỗi một người bị con ngươi như vậy quét tới đều sẽ như bị người chết chạm vào da thịt mà sẽ sinh ra cảm giác không rét mà run tiểu quỷ áo đỏ này chính là anh hồn ngươi chàng ngươi chàng nhìn về phía thiếu niên thiên tử nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó nói hết thảy đều như cao thái phó nói ba vạn hãn châu thiết kỵ đã ra khỏi thành phương hướng chính là yến triệu chi địa cao thái phó thở dài nói trung thần lấy cái chết can gián muốn muôn dân thái bình nhưng thái hậu lại khư khư cố chấp thiên tử nhân nghĩa tự có thể minh giám Lúc này đây, lão phu cho dù không cần khúc xương già, cũng muốn vì bệ hạ cầm kiếm làm con tốt thí. Cái gì gọi là con tốt thí? Vì sao muốn làm con tốt thí? Thật ra mọi người ở đây đều đã hiểu, thiên tử đã 17, nhưng triều chính vẫn do thái hậu nắm giữ. Bây giờ là lúc giành lại quyền lực, cơ hội nhìn thoáng qua Ngư chàng. Ngư chàng nói, chúng ta trung thành với ngài chứ không phải thái hậu. Phi hùng quân của Cao Khai Bình cũng không đi xa, hắn ta đã lặng lẽ vòng trở về, bệ hạ ra lệnh một tiếng, hắn ta liền có thể vào thành đến nỗi những ám vệ kia của thái hậu tiểu quỷ áo đỏ dùng đầu lưỡi liếm lưỡi đao lộ ra nụ cười trêu tức cùng khinh thường cao thái phó đột nhiên nói doanh tiên sinh biết bệ hạ là thánh quân cũng muốn phụ tá bệ hạ nay trong bách quan có không ít người rất khâm phục doanh tiên sinh nếu có hắn ở đây triều đình có thể yên ổn doanh tiên sinh chính là doanh sơn hành tiết độ sứ của tàng long đạo lúc trước sau khi giao ra binh quyền cùng hết thảy lực lượng liền thành một tư giao tán nhân Rong chơi trong sơn thủy thấy thiên tử vẫn thờ ơ cao thái phó đột nhiên quỳ gối nói bệ hạ nữ nhân can thiệp chính trị không phải phúc của quốc gia hết thảy đều vì dân sinh xã tắc vì hoàng thất cơ gia a à. trọng khí của quốc gia sao có thể rơi trong tay phụ nhân thiếu hiểu biết thật lâu sau một lúc lâu sau cơ hội nhẹ giọng nói để chậm nghĩ thêm cao thái phó nói thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm xin bệ hạ quyết định trước khi trời sáng cơ hội nói chậm hiểu rồi đêm trăng đầy sao như nước thiên tử vội vàng chạy về điện long ngâm sau đó đột nhiên lại cắn răng đi về phía điện an thần của thái hậu y đi thẳng vào điện an thần dù có ám vệ ngăn cản nhưng bên cạnh y cũng không thiếu cao thủ mẫu hậu mẫu hậu y lớn tiếng la lên nhưng không ai đáp lời y xông vào trong điện an thần lại nhìn về phía hậu viện của điện an thần thần bí hậu viện kia là chỗ nội thị được thái hậu sủng hạnh y dựa theo phân phó của thái hậu sắc phong vị kia làm tiêu giao hầu sau đó tiêu giao hầu này lại quanh năm trà trộn hậu cung hiếm khi ra ngoài thiên tử khẽ cắn môi đột nhiên xông về phía hậu viện hậu viện bị khóa lại thiên tử rút kiếm kiếm quang chật lóe khóa liền rơi xuống thiên tử xông vào lại trở tay đóng cửa lại sau đó thở hồn hển nhìn về phía tiểu trai ở hậu viện yên tĩnh kia từng bước từng bước đi tới âm thanh ồn ào bị bỏ lại ở phía sau thiếu niên thiên tử dùng thanh âm run rẩy hô giả phụ giả phụ không có ai đáp lại giả phụ là trẫm thiên tử lo lắng hô to vẫn không có đáp lại y vòng qua bốn phía trong trong ngoài ngoài tìm kiếm một phen vẫn không có phát hiện. Ngay khi y muốn nổi giận, đã thấy có cung nữ vội vàng đi ra, thiên tử rít gào hỏi, tiêu giao hầu đâu. Cung nữ vội vàng quỳ xuống, nói, nương nương xây dựng bí cung khác ở bên ngoài, tiêu, tiêu giao hầu ở bên đó. Chợt, cung nữ này bắt đầu trình bày đủ loại chuyện xấu mà à thấy của Thái Hậu và tiêu giao hầu mà cơ hội nhận thấy tuyệt đối không có khả năng là vị phụ thân kia của y sẽ làm ra. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, cơ hội nghe mà vừa nổi nóng vừa hoảng hốt, y một cước đạp cung nữ qua một bên lại vội vã chạy đi tiếp đó giống như người chết đuối vội vàng hấp tấp chạy về phía điện long ngâm y muốn đi tìm con diều trong gác mờ kia nơi cao nhất trong hoàng cung nóc nhà ngói lưu ly lý nguyên bình tĩnh nhìn một màn này khuôn mặt hắn bình tĩnh hai mắt thâm thúy theo một cơn gió đêm thổi qua lại biến mất trong bóng tối biến mất không còn tăm hơi đêm tối trăng sáng chiếu vào hoàng cung thiên tử mặc long bảo cầm kiếm vội vàng đi qua hành lang quanh co dài rằng giặc lại lao vào điện long ngâm y giống như phát điên mà khóa trái cửa sau đó như người chết đuối dãy ruộng tay cầm hướng một cái cơ quan hình tròn nho nhỏ vòng xoáy xoay chuyển vòng xoáy xoay chuyển lại xoay chuyển sau vài cái ám các mở ra thiếu niên thiên tử vọt vào khi nhìn thấy con diều hình chim én cổ xưa trên bàn y mới thở phào nhẹ nhõm y tựa như đã tìm được người đáng tin cậy thân sắc vội vàng và kinh hoàng rút đi hai tròng mắt lại khôi phục thanh minh con diều này là trụ cột tinh thần của hắn chính là có cây cột tinh thần này cơ hội mới có thể an tâm mà đi tới hôm nay bất luận bên ngoài truyền đến bao nhiêu tin đồn liên quan đến mẫu hậu cùng tư giao hầu vô luận có bao nhiêu dân chúng cùng quan viên trong bóng tối cười nhạo y y cũng bất động như núi thậm chí âm thầm vui mừng đơn giản vì y hiểu được phụ hoàng tồn tại ở đây mà mẫu hậu trong lòng y cũng là một nữ tử yêu nhã đoan trang có nguyên tắc cao nếu như người phụ nữ kia bảo y gọi giả phụ vậy chỉ có một khả năng giả phụ là phụ hoàng mà phụ hoàng bởi vì duyên cớ nào đó cho nên lui đến phía sau màn về phần thủ đoạn cơ hộ thân là thiên tử, tất nhiên là biết được âm trang năm xưa liên giáo đã từng dùng qua. Như vậy, hết thảy đều có thể giải thích rõ ràng. Phụ hoàng có kỳ vọng rất lớn đối với y, y cũng không thể làm cho phụ hoàng thất vọng. Đối với cơ hộ mà nói, thời gian mấy năm nay đa phần là sắc thái lạnh lùng, vô tình, hờ hững, là tử vong và máu tanh, mà hồi ức ấm áp nhất trong cuộc đời của y vẫn là nam nhân kia cõng y chạy tới chạy lui trên đường phố phủ Minh Nguyệt. Đồ ăn ngon nhất trong cuộc đời y ăn cũng là kẹo mà nam nhân kia mua từ đầu đường nam nhân chọn một ít đưa tới bên miệng y dùng nụ cười ấm áp nhất trên thế giới nhìn y nói hộ nhi nếm thử y vươn đầu lưỡi liếm liếm sau đó một ngụm mút lấy đầu ngón tay nam nhân hưng phấn mà cua cua hai tay dùng thanh âm non nớt nói ăn ngon cha con còn muốn ăn thời gian khó quên nhất trong cuộc đời y kỳ thật vẫn là người đàn ông kia nam nhân cầm diều chim én thả rất cao rất cao sau đó lại cõng y lên vai đặt dây diều lên đầu ngón tay y sau đó nói cho y biết không có dây diều sẽ không bay cao hơn mà sẽ trực tiếp rơi xuống, không có pháp luật kỳ cương, bá tánh sẽ không hạnh phúc mà sẽ cửa nát nhà tan, tự hạn chế, cố nhiên làm cho người ta cảm thấy bị ràng buộc nhưng sẽ làm cho người ta càng ngày càng cường đại. trong đầu thiên tử hiện lên rất nhiều hồi ức. nếu các bạn thấy hay hãy cho ad một like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha.